cùng đây xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau ở trong bản điểm tin tuần trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng vào mỗi buổi tối thứ sáu hàng tuần và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có ba nội dung chính phần thứ nhất sẽ đi phân tích view các cái danh mục rất là cơ bản từ các cái mã cổ phiếu của nhóm trụ sau đó thì đến uh, nhóm thép uh, nhóm ngành dầu khí nhóm ngành xây lắp bất động sản khu công nghiệp ở uh, bất uh, hạ tầng uh, sau đó thì chúng ta sẽ view sang nhóm banh nhóm chứng khoán và cuối cùng nếu như còn thời gian thì ông lê sẽ phân tích cho các anh chị một số các cái nhóm ngành hiện tại đang có những cái tín hiệu tương đối là tốt ví dụ như nhóm ngành thủy sản hoặc là nhóm ngành than đó một số các cái nhóm ngành mà nó đang được có được có những cái hưởng lợi từ ở cái cuộc xung đột hoặc là từ những cái, cái 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 cơn sốt về 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 năng lượng đó thì ví dụ ngành than ngành dầu khí vân vân thì như vậy là chúng ta đã vừa trải qua tuần giao dịch vừa qua tuần video số 140 và cũng là tuần cuối cùng của tháng Ngâu. À, phải nói rằng nếu như phiên giao dịch của ngày hôm nay à, kết thúc phiên nó xanh nhẹ một tí thì có thể nói rằng là chúng ta đã có một cái tháng 7 âm lịch à, rất là thành công và may mắn ở trên thị trường chứng khoán. À, về mặt ý đồ tạo lập là thị trường đã có những cái điểm đánh và có những cái ý à, tương đối là mạch lạc. Còn à, về cái xu hướng kỳ vọng về bức tranh của nền kinh tế Việt Nam trong những tháng còn lại của năm 2022 là nhìn chung là khả quan các chị GDP khả năng cũng sẽ đạt hoặc là sẽ vượt mức kỳ vọng cùng với đó thì chúng ta cũng thấy rằng cái dòng vốn FDI tiếp tục đổ vào Việt Nam rất là tốt và thêm một cái câu chuyện nữa là hiện tại thì chúng ta thấy rằng là có một cái gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp khoảng tầm 330.000 tỷ thì hiện tại là mới giải ngân được có trăm Có thể là nó do uh, vướng mắc một số các cái chính sách uh, về 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 quản lý đó. Uh, cùng với đó thì chúng ta thấy rằng là cái gói đầu tư công theo được biết thì như vậy là chúng ta còn 380.000 tỷ uh, có thể bung ra uh, trong nửa cuối uh, đó nửa cuối của năm còn lại của năm tài khoá của năm 2022 thì đấy là một trong những cái thông tin khá là tích cực và về triển vọng của nền kinh tế Việt Nam cũng như triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong nửa cuối gọi là những cái tháng còn lại của năm 2022 thì nhìn chung là rất là sáng và chúng ta cũng kỳ vọng rằng là chúng ta sẽ không có thêm những cái câu chuyện bắt bớ hay là khởi tố ở trên thị trường chứng khoán thì đấy là một trong những yếu tố mà chúng ta không thể lượng hóa được các anh chị còn nếu như chúng ta xét về nội tại thị trường À, xét về cái cách tạo lập thị trường xét về cái cách luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành thì ông lê à, hoàn toàn hoàn toàn chúng ta đặt kỳ vọng vào một cái nhịp tăng à, khá là tốt của thị trường chứng khoán việt nam ok à, bây giờ thì ông sẽ đi vào nội dung à, chính của chúng ta đó là chúng ta sẽ đi view à, các cái danh mục khá là cơ bản các anh chị nhé. thì à, đối với Vích à, trong thời điểm hiện tại à, chúng ta biết rồi à, nó đang khá là khó khăn và họ này thì chúng ta view để làm gì chúng ta view để chúng ta nắm được cái xu hướng của Uh, cái tạo lập của cái nhóm này để chúng ta đánh giá cái xu hướng tổng quan của index thị trường các anh chị uh, thì uh, trong tuần vừa qua thì vix đã có cái sự chỉnh giảm và uh, cái sự chỉnh giảm này thì nó uh, có những uh, phiên nó công lại vùng 66 nhưng mà nó công không thành như vậy thì tuần tới khả năng là vix sẽ có thêm uh, các cái điểm chỉnh cung ở quanh vùng 64 đến khoảng vùng 65 ở trong biên 66 ở đây ở Vinhome thì nhìn chung cũng chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến Ngắn hạn thì các anh chị có thể chúng ta ngắm cái điểm Vinhome ở 58-58.5 đến khoảng vùng 59 ở đây đang là những cái hỗ trợ các anh chị này. Tuần này có cái điểm bật nhưng mà phiên ngày hôm nay thì nó đã trả hết cái vùng bật của phiên ngày hôm qua. Như vậy tuần tới thì các anh chị có thể quan tâm ở quanh vùng 60. Ở VRE ngắn hạn thì chúng ta cũng chỉ quan tâm ở quanh hỗ trợ 28.5. Các anh chị có thể nhìn ở đây đúng không ạ? Tạo lập cứ đá về 28.5 thì lại có những cây nến gì? Cây nến xanh rút lên. À, nhìn chung thì nhìn về ý đồ thì nó rất là rời rạc đánh như thế này thì gần như nó không có sóng à, nó chỉ phập phà và phù thôi anh chị em mà lướt lát t không thì gọi là tạm gọi là, là là là, lướt thôi chứ còn không không ổn à, Vinamilk trong tuần vừa qua thì cũng đã có một cái sự phân tích cho các anh chị rồi đúng không ạ và Vinamilk thì đã chính thức là đánh bật vùng 76 và hướng về vùng kháng cự 78 ở đây và về đến vùng này thì nó đang có ba cây nến nó không thể vượt được vùng 78 như vậy đây là một vùng kháng cự đúng không anh chị và các cái vùng hỗ trợ ở đây thì các anh chị có thể xem lại những cái vùng hùng đã có phân tích vinamilk quanh vùng bảy m hai đó là những vùng mà có thể canh chốt được à canh mua được và trong tuần vừa qua thì hùng bắt đầu dốc hướng hướng dốc cái đồ thị lên đúng không anh chị mũi tên lên tức là thể hiện một cái diện thể hiện một cái xu hướng tốt lên của của gì ạ của cổ phiếu vinamilk và các anh chị có thể nhìn thấy đây ở dưới này hùng đã có vẽ một cái biểu đồ của đường macd đúng không macd đó thì sau một cái điểm mà nó dốc xuống thì nó bắt đầu có một cái điểm xanh dốc lên đây Như vậy là gì ạ? Xu hướng cổ phiếu đang tốt dần lên Ok, đó là những cái thời điểm các anh chị có thể gom thêm Đó thì ngắn hạn thì tuần tới Vinamilk sẽ có những điểm chỉnh quanh khoảng 75.5 đến khoảng vùng 16 Chúng ta sẽ đánh giá thêm và khả năng đây sẽ là cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ngắn để có thể Vinamilk công lại vùng 80, 81, 82 À, VTC nhìn chung thì à, không có nhiều yếu tố đột biến đâu các anh chị. Tiếp tục vẫn là những cái trạng thái đi ngang. À, tuần này thì nó có test lại quanh 122, đây 122, những cái cây nến à, thỏng xuống và sau đó kéo lên thì đây cũng là như vậy. Như vậy thì các anh chị à, đang cầm thì chúng ta chú ý ở quanh hỗ trợ 122 và ngắn hạn thì có thể có một cái vùng kháng cự nho nhỏ ở đây, khoảng quanh vùng 128 nhỉ OK. À, SKG à, cả tuần thì giao dịch à, khá là tích cực và đặc biệt là cây nến kết tuần cây nến kết tuần này thì gần như nó là một cái cây nến mà nó thể hiện được cái ý đồ tạo lập rất là tốt bởi vì tuần trước là nó test về lại ở khoảng quanh vùng 18 đúng anh chị trong phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba thì nó có kéo lên và phiên ngày thứ tư ngày thứ năm nó chùn xuống và đến phiên ngày thứ sáu mặc dù là đóng cửa là không được ở cái mức giá cao nhất nhưng cây nến này thì về thuần về kỹ thuật tức là gì nó đã bao hết chọn cái xu hướng tuần rồi đó. Vậy thì tuần tới chúng ta sẽ kỳ vọng là SKG sẽ đánh về khoảng quanh vùng 20. À, nhìn về mặt ý đồ tạo lập thì cũng đang hướng về cái target nó khoảng quanh vùng 23 đến khoảng 23.5. Cố gắng rốn rốn về đến vùng này chốt. Cũng đang cầm con này. À rồi, trụ Man San thì um, trong tuần vừa qua đúng không các anh chị? Ở đây chúng ta có nói đến kháng cự 112.5 và nó có đến gần như cả tuần đấy. Cả tuần nó cứ uh, lấp lửng ở quanh 112.5, đồng thời nó có một cái vùng hỗ trợ 110 112 đây thì cứ chạm về vùng 110 thì như vậy là cổ phiếu có cái sự uh, bứt phá đi lên và chạm đến vùng 112 thì nó uh, 12 thì nó lại có xu hướng bị bị bị, dị, bị đạp xuống. Nhưng uh, nhìn về mặt ý đồ thì khả năng sang tuần tới vẫn uh, đang là một xu hướng tích cực hướng lên, tức là nó có thể hướng về quanh vùng kháng cự 120. Ờ uh, rồi uh, cổ phiếu BVH thì uh, trong tuần nhìn chung thì BVH uh, chủ đạo uh, chủ đạo là nó vẫn đi được ở cái biên tích lũy 55.5 đến 56.5 ở đây cây nến ngày thứ hai là cây nến rất tích cực khi mà nó đã đẩy tức là nó đã lấp lại được cái cây nến của ngày thứ năm và ngày thứ sáu của tuần trước đó như vậy là rất là tích cực và sau cái nến đó thì nó có ba cái test à, nó test ở trên đầu ngọn nến tức là nó test ở quanh 57 khá là đẹp đóng cửa tuần thì nó đóng đúng 57 tức là đóng đúng cái điểm gọi là điểm test nến của đóng đóng nến của ngày thứ thứ hai Mặc dù trong phiên thì nó đã có những cái điểm mà đánh rất là tốt nhưng mà cái lực cầu nó không giữ được cuối phiên. Với với trạng thái như thế này thì cái xu hướng, cái xu hướng khả năng là mục tiêu thì chúng ta vẫn hướng về lại, đó vẫn hướng về lại vùng 59.5. Đến khoảng vùng 60 đó chính là cái target mục tiêu mà chúng ta đã phân tích ở trong cái nhịp này, đúng không anh chị? Vậy thì nhịp tới tuần tới thì có thể nhé, có thể thì BVH sẽ có thể quay lại kiểm tra lại vùng 56.5 trước khi mà hướng lại cái target cũ của chúng ta phân tích ở đây. Cổ phiếu PNG trong tuần vừa qua thì trụ kéo tương đối là tốt, các anh chị trụ kéo tốt. Và đối với PNG thì trong cái giai đoạn vừa qua, ông đã phân tích một cái điểm 110-112 tương đối dài cho các anh chị, đó là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta có thể canh gom thêm. Ở à, tuần này thì PNG đã vượt thoát lên được trên vùng 115 cộng và nó đang hướng đến cái vùng 120 đến khoảng quanh vùng 120.5. Đây là cái vùng kháng cự ngắn của PNG. À, thì tuần tới chúng ta sẽ đánh giá thêm. Nếu như nó break được cái vùng kháng cự này thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng 127. Đó. À, MVDG đánh rất là tốt. Đặc biệt là cây đến kết tuần thì MVDG đã có một cái lực cầu gấp khoảng gấp 3, 3 lần trung bình 21 phiên gần gần 3 lần thôi, tức là nó khoảng tầm 2,7, 2,6 gì đó. Đó, một cái lực cầu rất là lớn và có lúc thì MVrug đã đã chạm cổ chạm trần. Tuy nhiên là cái lực chạm, lực đánh nó không 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 giữ được ở trong một cái cái gọi là cái thiên hướng cao nhất. Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, cái tạo lập của MVrug là sau một cây nến kéo tăng thì nó sẽ có xu hướng khoảng tầm độ ba cây nến liền sau đó, một hai ba Uh, nó test và nó kiểm tra lại cái ngưỡng hỗ trợ mà nó vừa mới đi qua như vậy thì có thể tuần tới mở với lúc nó nếu như test sâu thì sẽ test về 70 còn nếu mà test sơn sơn test sơn sơn anh chị thì nó sẽ ở khoảng quanh vùng 71 đó đó sẽ là những cái vùng mà mở với nó sẽ cần thêm ba một ba cái nến ở đây nhìn về mặt thiên hướng đó, nhìn về mặt thiên hướng thì ok rồi đúng không anh chị đó sau một cái điểm chỉnh và đường MACD đang mở rộng lên phía trên như vậy là rất là tốt nó thể hiện cái đà tăng của cổ phiếu rất là ok rồi như vậy thì hoàn toàn chúng ta sẽ ngắm được về target 76 còn về 80 thì chúng ta chờ thêm lâu lâu không phân tích cổ phiếu Ri Ri cũng là một trong những cái trụ tạo lập của thị trường nó nhìn về mặt ý đồ này thì Ri cũng có thể quay trở lại test cung kỹ thuật lại ở khoảng quanh vùng đây ta đây khoảng quanh vùng 83 và sau đó thì Uh, hoàn toàn có thể kỳ vọng một cái nhịp kéo tiếp của J bởi vì J là một trong những cái trụ mà uh, cái hiệu ứng của nó cũng rất là cao uh, cổ phiếu fpt cũng là một cái blue chip vừa uh, mà tạo lập cũng sẽ sử dụng để uh, uh, có thể sử dụng ở trong cái nhịp này về quan điểm kỹ thuật cùng như vậy uh, đối với fpt ở trong thời điểm hiện tại á, thì hùng đã ngắm một số các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở trong cái nhịp phân tích đó là vùng 82 Uh, sau đó thì nó có cái vùng cản ở đây là vùng 85 và nó break 85 thì nó lại quay điểm test ở đây. Cái điểm test này rất là quan trọng ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba. Như vậy thì uh, chúng ta hoàn toàn có thể ngắm một cái thiên hướng đó là sau khi mà nó test thành công ở cái này thì nó sẽ kéo về uh, về quanh ở đây, đó là khoảng quanh vùng 94 đến khoảng vùng 95. Uh, FPT thì có chia các anh chị nhé, có chia cổ tức nên là cái trả kỹ thuật nó cũng um, hơi rối rắm một tí. Uh, còn nếu như chúng ta xét về góc độ về mặt trung hạn đi trung hạn thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là à, hiện tại thì tạo lập vẫn đang neo giữ được ở khoảng tầm trên vùng 80 như vậy khá là tốt nó còn trong cái trường hợp là nó có một cái cái điểm gọi ở đây gọi là điểm điểm chốt ấy. nếu như FPT mà bị gãy vùng 75 thì coi như khả năng nó sẽ là hết sóng tức là hết một cái sóng tăng nó nó sẽ giảm rất là mạnh nếu như FPT bị mất vùng 75 đó thì chúng ta lưu tâm như vậy rồi bây giờ thì cũng sẽ đi phân tích sang nhóm cổ phiếu ngành thép thì đối với ngành thép thì cũng có đánh giá ở trên nhóm ở trên nhóm zalo tức là hàng tuần thì chúng được thường xuyên có những cái đánh giá rất là chi tiết hiện tại thì chúng ta thấy rằng là một số các cái biện pháp kích cầu của bất động sản trung quốc cùng với đó thì cái giai đoạn vừa qua đấy là cái giai đoạn mà bất thị trường bất động sản trung quốc nó bị khủng hoảng các anh chị đúng không bị vỡ nợ À, chính vậy nên là giá thép nó nó lao dốc bởi vì thị trường trung quốc nó là một trong những thị trường uh, tiêu thụ rất là lớn ở trên toàn cầu đó à, và cái thứ hai nữa là cái chính sách zero covid của của trung quốc thì nó cũng đã tác động khá là lớn đến cái 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 cái, cái việc mà tiêu thụ cái ngành thép chính vậy nên là uh, ngành thép đã giá thép đã có một cái giai đoạn rơi rất là mạnh ở à, trong thời điểm hiện tại thì cũng đang có một số các cái biện pháp kích cầu của chính phủ trung quốc đấy là một trong những cái lý do mà khiến cho giá thép có thể uh, quay trở lại phục hồi còn đối với các cái mã cổ phiếu thép của của chúng ta thì chúng ta đã có cái sự phân tích tạo nền rất là sớm đối với ví dụ như các anh chị có thể xem lại đối với hòa phát thì chúng ta đã có cái phân tích từ vùng 20.7 ở đây là cái 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 sơ khai cái sơ khai đầu tiên sau một cái sóng rơi thì cũng đã bắt đầu khoanh cái điểm 20.7 để chúng ta bắt đầu phân tích một cái điểm gì đấy ạ một cái điểm hình thành một cái chúng ta tạm gọi một sóng hồi đi ok và cái sóng hồi này thì đến thời điểm hiện tại á, là chúng ta cũng đang ngắm ngắm được một số các cái điểm nét về mặt kỹ thuật ví dụ như hòa, hòa phát đã có những thời điểm công thủng vùng 23.5 đây là mẫu chốt thứ nhất mẫu chốt thứ hai nó là nó phải thủng được cái vùng giá 26 ở đây thì cái vùng 26 là chỗ chưa, chưa chưa vươn lên được vậy thì bây giờ trong cái thời điểm hiện tại là ông đang nhìn thấy rằng hoa thép hoa sen hòa, hòa phát cũng đang gọi là oằn là tức là nó vặn mình ở quanh một cái biên và sau khi nó break biên 23.5 thì cái xu hướng nó thiên hướng nó quay test lại ở đây. Đó thì cái nến kết tuần này thì nó hơi xấu một tí. Tất nhiên là không xấu hẳn nhưng mà nếu như nó đóng được ở trên vùng 24 cộng thì cái câu chuyện đối với uh, HPG trong tuần mới nó sẽ mang một cái tâm thế khác. Nhưng nó bị trả về vùng 23.5 thì tâm thế của nó lại khác. Tức là gì? Tức là tuần tới có thể sẽ có có vùng 23.5 thậm chí là vùng 23. Đó thì chúng ta sẽ uh, chờ thêm những cái điểm test cung kỹ thuật ở đây nhưng nhìn chung đối với con này nó không thủng vùng 22.7 là đẹp tức là nó có thể quay trở lại vùng 2.7 để khoảng vùng 23 Đó, kiểm tra cung cầu và hiện tại này những cái điểm những cái điểm xả đây tức là cái lực cầu nó ra rất là bé chính vậy nên là chúng ta cũng hoàn toàn có thể yên tâm về mặt xu hướng của của địa cổ phiếu Hòa Phát NKG thì nó khỏe hơn nó khỏe hơn so với MMMHPG thì đối với NKG cũng như vậy, chúng ta bắt đầu phân tích ở cái vùng 16 16.5 và đến thời điểm hiện tại thì NKG cũng đã có được những cái bước tiến đầu tiên. Và bước tiến đó thì chúng ta nói đến vùng 22. Ok, và bước tiến thứ hai mà cổ phiếu này cần đạt được đó là vùng 25 thì vùng 25 bây giờ là chưa có. Vậy thì trên góc độ kỹ thuật, chúng ta sẽ nói đến cái 21.4 đến 21.8. Đây là vùng test cung kỹ thuật của cổ phiếu Nam Kim. Thì tuần tới chúng ta khả năng là nó sẽ có vùng này. Các anh chị lưu tâm là như vậy. Ờ, đồng thời chúng ta sẽ có một cái kháng cự ngắn ở vùng 23 ở đây thì Hiện tại thì nó sẽ đi, khả năng là nó sẽ đi ở trong biên 21, 4 đến khoảng vùng 23 ờ, Chờ thêm những cái tín hiệu kỹ thuật mà tốt hơn, tối ưu hơn Thì cũng sẽ có thêm cái sự đánh giá đối với cổ phiếu Nam Kim Hoa ờ, Sen HFG ở đây chúng ta cũng view lại một tí đó, à, bắt đầu từ cái thời điểm ở đây đó là hoa sen có giá 13.2 đến khoảng vùng 14 thì chúng ta bắt đầu phân tích một sóng lên và nó ít nhất thì bây giờ nó cũng đã đạt được một cái vùng giá mục tiêu đó là vùng 20 thì nó đã đạt được rồi vậy thì sau khi đạt được vùng 20 rồi thì chúng ta sẽ ngắm lên đến đâu chúng ta sẽ ngắm đến vùng 24 đến khoảng vùng 25 thì vùng này là chưa có như vậy thì trong cái thời điểm ngắn hạn đó, trong thời điểm ngắn hạn thì chúng ta trong các, các bản phim bản tin phân tích tuần cũ thì Hùng đã có phân tích cho các anh chị biên 19.6 đến biên 20 tức là sau khi nó break vùng 20 thì nó sẽ có những cái thiên hướng quay trở lại để kiểm tra cung cầu vùng này đó thì tuần vừa qua là nó suy soát là kiểm tra vùng 20.2 và nó đánh lên vùng 22 đó, vậy thì bây giờ ngắn hạn nó có vùng 22.5 ở đây đây là cản ngắn như vậy thì tuần tới chúng ta sẽ quan sát thêm cái xu hướng của hoa sen ở quanh vùng 21 đến khoảng vùng 22.5. Và khi nào cổ phiếu phát đi một cái tín hiệu kỹ thuật đó, ví dụ ví dụ đó, cổ phiếu đánh break vùng 22.5 cộng ở đây thì các anh chị đang cầm chúng ta sẽ canh gom thêm. Bởi vì khi mà nó đánh break với một cái lực cầu xác nhận khoảng tầm độ 15 đến khoảng tầm 20 triệu cổ phiếu thì như vậy là chúng ta sẽ hướng hoàn toàn để chúng ta đang hướng cái mục tiêu, đó, hướng cái mục tiêu 24 đến vùng 25. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ không phải một lúc các anh chị nhé không phải một lúc là cổ phiếu nó đánh tòm phát từ vùng 14 lên được vùng 20 đâu đó cái câu chuyện nó vậy nó phải đi từ từ và nó phải cải trải qua những cái uh, nhịp chỉnh cung và qua những cái nhịp chỉnh cung đó thì chúng ta sẽ phân tích cái xu hướng các anh chị rồi ví dụ như nhịp này cũng như vậy đó nó sẽ test lại có thiên hướng test lại để mà lên được vùng 24 25 rồi sau đó có thể nó break vùng 24 25 thì chúng ta lại ngắm lên kháng cự 30 đó, cái câu chuyện là như vậy Nhưng mà từ 14 mà chúng ta nói lên 30 Thì mọi người, tức là từ 14 lên 30 Tức là 100% Thì anh chị sẽ bảo đấy là Ông Buffett, đúng không? Và đúng thật, đúng thật Và ông cảm thấy là nếu như mọi người mà nghe một cái thông tin như vậy Thì ông bảo là đấy, ông chém gió Ông chả có cái cơ sở nào để ông phân tích được như thế cả Đó, ông phải phân tích từ từ Đó, xem những cái tín hiệu Xem là nó có có đi được nữa không Đó, Nó giống như xây một cái ngôi nhà ấy Đầu tiên là ông phải xây cái móng Đây cái móng này, cái nền móng này xong là ông đây là ông xây tầng 1 này nó cái biên 1956 đến biên 20 là ông xây tầng 1 này rồi xong đó đến cái tầng 2 là ông xây ở biên 24 đến biên 25 là ông xây tầng 2 này ông xây biên này thành công có thể ông ngắm lên tầng 3 đó là biên 30 đến 29 28 đến biên 30 này đó ví dụ như vậy đấy là cái cách thức vận hành của cổ phiếu thì quan điểm của Hùng là như vậy sẽ luôn đồng hành cùng với anh chị em của chúng ta để chúng ta đi phân tích những cái cái điểm như vậy đó Uh, VGS cũng được uh, nói đến VGS ở nhịp này thì đối với VGS là uh, chúng ta có ở đây 17 17.5. À uh, ngắn hạn thì chúng ta vẫn ngắm kháng cự 19 và xa xa hơn thì sẽ là kháng cự 22 ở đây. Và nhìn về thiên hướng thì VGS vẫn đang khá là ok. Đường MAC thì có vẻ chỗ này nó hơi bị đứt một tí đây này nên là chúng ta cũng đang đang bị suy yếu mất cái đoạn này này. Và chúng ta cần phải chờ đường mát vượt lại Đó, thì là sẽ là ngon uh, TVN uh, vẫn là như vậy thôi không có gì cả ở vùng 8.5 đến vùng 8.7 đó là nhịp 2 TLH ở đây đó là chúng ta nói đến vùng 9 đến 7 vùng 10 ở uh, tuần tới thì khả năng sẽ test lại khoảng khoảng quanh vùng 10.2 10.3 cái vùng đấy thì các anh chị có thể cánh con thêm cũng hoàn toàn có thể ok Ờ, uh, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành xây uh, lắp bất động sản hạ tầng cũng sẽ đi phân tích lần lượt gồm các cái mã cổ phiếu rất là quan trọng cổ phiếu DIG đối với DIG vùng 38.5 đến khoảng vùng 40 xu hướng thì nó sẽ test lại ở cái vùng quanh cái vùng này mục tiêu thì nó cũng đã hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu đầu tiên đó là 40 sau đó thì chúng ta ngắm lên vùng 42.5 ngắm lên 42.5 xong thì chúng ta sẽ ngắm lên 45 và ngắm lên 45 xong thì chúng ta sẽ ngắm lên 50 đó là cái hành trình mà chúng ta bắt đầu phân tích cái xu hướng của DIG từ vùng giá 27.5 đến khoảng vùng 30 và chúng ta ngắm lên vùng 50 đó là cái hành trình và cái hành trình nó đi thì không phải là một nhát như Hùng có nói được không phải một nhát là nó bay một phát từ vùng 27.5 đến vùng 30 đâu nó phải trải qua rất là nhiều các cái cung bậc cảm xúc khác nhau à, đối với sale thì chúng ta cũng bắt đầu đã có được những cái cột mốc về mặt kỹ thuật nó cột mốc về mặt kỹ thuật đầu tiên đó là vùng giá 36 và sau đó thì nó đang 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 bị suy yếu này gặp 36 rồi và cản mãi nó chưa đi được. Vì vậy nên là tuần tới thì khả năng sale sẽ có quanh vùng 30 đến khoảng vùng 31. Thành công hơn thì sell sẽ bám biên ở khoảng quanh vùng 33, tức là 33 trước đây là kháng cự các anh chị thì bây giờ mình sẽ kỳ vọng là cái sự bám biên quay trở lại của cổ phiếu này ở quanh vùng 33. Đó. Rồi cái cặp tờ tiếp theo gồm có ba mã cổ phiếu, gồm có mã cổ phiếu đầu tiên đó là HBC. chúng ta sẽ đi phân tích lần lượt hpc chia cổ tức à chia cái anh chị này chia nên là chạc đúng rồi như thế này là chia rồi đó thì sau khi chia cổ tức là chúng ta phải đi dọn chạc nói chung là như vậy đó giá nó tụt mà thì chúng ta sẽ ngắm ngắm như thế nào à, chúng ta sẽ ngắm ngắm như thế này đi cho nó dễ dễ hiểu đó là khoảng quanh vùng 20.7 là sau chia à, đồng thời thì chúng ta cũng có thế à, chúng ta cũng có thêm cái gì ở đây ta chúng ta cũng có thêm cái hỗ trợ nó sau chia thì chúng ta sẽ phải đi dọn chạc là như vậy à, chúng ta có thêm cái vùng hỗ trợ 193 đi chúng ta sẽ lấy 193 đến khoảng vùng 19.7 Ok như vậy là gì chúng ta sẽ có một cái biên hỗ trợ kỹ thuật ở đây và một cái biên kháng cự đối với mã cổ phiếu HBC để cho các anh chị em của chúng ta có thể chỉ dẫn uh, những cái phân tích kỹ thuật của nó sau chia đó Như vậy là uh, break được cái cản 20.7 thì chúng ta sẽ ngắm ngắm lên uh, một cái target cao hơn Và trong ngắn hạn về mặt xu hướng uh, thì tuần tới uh, nó sẽ có thiên hướng test về cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 20 Ở à đây 19 mấy đó, 19.3, 19.7 và sau đó sẽ phân tích thêm mã cổ phiếu đất xanh, DXG, đất xanh có chia không? À không, đất xanh không chia Thì đối với đất xanh á, thì chúng ta đã nói rất là kỹ cái vùng 27 ở đây Cùng với đó thì cái target ở vùng 30 đến vùng 30.5 nếu không nhầm thì là như vậy Ông có nói rồi ở à, trong tuần vừa qua thì nhìn chung đất xanh chủ đạo là đi ngang đó, giảm một tí à, giảm một tí tẹo đây về vùng 28 như vậy tuần tới thì chúng ta cũng kỳ vọng rằng là đất xanh nó sẽ đóng được ở trên 27 cộng mục tiêu thì vẫn công cái kháng cự này và ngắm ngắm xa xa hơn thì khoảng quanh 33.5 33.5 đến khoảng 34 cổ phiếu DXS là em của thằng đất xanh thì đối với DXS ở đây đó từng nó đang xây từng cái mốc 1 17.6 bây giờ tuần này nó xây lên vùng 18.4 à, tuần sau nó xây lên khoảng quanh vùng 20 là đẹp nói chung là cổ phiếu này break được cái vùng 20 thì cái đó uh, nó đánh khá là tốt thì anh chị cứ cố gắng cầm giữ thêm à, cặp đôi tiếp theo đó là scr thì đối với scr cũng đã có nói khá là kỹ về quanh những cái đồ tạo lập của cổ phiếu này ở quanh vùng 12 và nó đi khá là shit ở vùng 12 phiên ngày hôm nay cầu khá là tốt đó. con này cầu nó phải đánh khoảng tầm độ 15 đến khoảng tầm 20 triệu cổ phiếu trên một phiên thì khi đó nó mới phê còn bây giờ nó chỉ mới là cái giai đoạn khởi đầu của một con sóng thôi Thì các anh chị lưu ý này bao giờ nó cũng như vậy bắt đầu khởi nguyên của một con sóng ấy, thì thường thường là cái gì cái cầu nó rất là thấp và sau đó đến những cái giai đoạn cao trào đó đây là những cái giai đoạn cao trào đấy các anh chị những cái giai đoạn cao trào thì lúc đó nó mới bơm khoảng tầm 15 đến khoảng tầm 20 triệu cổ phiếu trên một phiên thì khi đó nó rất là phê như vậy cái giai đoạn mà cổ phiếu bắt đầu hình thành một sóng tăng thì thường thường nhà đầu tư sẽ cảm giác rất là mệt mỏi nhưng hùng lê lại thường rất thích những cái cổ phiếu như vậy chúng ta đi xây từ đầu đó ví dụ như đối với SCR là ông bắt đầu xây từ vùng 8.7 đến vùng 9 với mục tiêu đầu tiên đánh về vùng 11.3, mục tiêu thứ hai là đánh về vùng 14. Và thủng vùng 14 thì các ông sẽ tiếp tục xây những cái mục tiêu tiếp theo. Đấy là những cái cách mà chúng ta tiếp cận những cái trend cổ phiếu uh, rất là dài, rất là dài luôn các anh chị nhá. Cực kỳ dài luôn á. Hàng tháng luôn chứ không phải hàng ngày đâu. Đó. Thì uh, phiên ngày hôm nay hơi tiếc nữa một tí này, con này mà nó chỉ cần nhóm qua được cái khoảng cái vùng 10 10 uh, 13 đây này thì nó sẽ là đẹp này, đó. Các anh chị cứ cầm thêm. Uh, cổ phiếu LDG cũng uh, bắt đầu ấm ấm rồi, bắt đầu ấm, ấm rồi. <laughs> Đối với LDG chúng ta bắt đầu phân tích từ vùng 7.7 đến vùng 8. Các anh chị cứ xem lại những cái clip tuần của ông Lê từ ngày đây. Đó, nó có hết ở trên YouTube ấy. nó không có chạy đi đâu hết á. Và nó cũng LDG thì nó cũng đã bắt đầu đạt được một cái cột mốc đầu tiên Đó là vùng 11.3 Cái vùng 11.3 này rất là quan trọng đó. Rồi và cái điểm 11.3 này là điểm nghẽn kỹ thuật của nó Đó các anh chị đó Các anh chị có thể nhìn thấy đây đúng không ạ Cứ chạm về 11.3 nó có đi được đâu Đấy thì đây là điểm, điểm 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 nghẽn kỹ thuật và đây là điểm kháng cự và cái phương pháp để xác định cái điểm kháng cự và điểm hỗ trợ thì nó cũng có khá nhiều cách khá nhiều cách một phần thì nó do cái phần cảm quan phần thứ hai thì chúng ta cũng có thể dùng các cái cái công cụ phân tích kỹ thuật để chúng ta có thể dự báo thêm đó thì um, phiên ngày hôm nay lực cầu của LdG cũng khá là ok đó nó có đến ba cây nến uhm, lực cầu đánh khá tốt nhưng cái mồi 1.3 vẫn chưa qua được và hôm nay đóng cửa đúng 11 3 tức là đóng cửa đúng cái cái cái, cái gọi là cái kháng cự cao nhất đấy anh chị này đó như vậy thì nhìn về mặt góc độ kỹ thuật thì Hùng vẫn tiếp tục tiếp tục ngắm cái vùng hỗ trợ của nó là vùng 10.6, chạm 10.6 có thể gom thêm. Ờ, mục tiêu đánh break về 1.3 và hướng về kháng cự 13 13 2. Đó, bay được cái mốc 13 13 2 này thì khi đó bắt đầu mới 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 vui này. Lúc đó thì tiền nó bắt đầu nó đánh lúc đó mới nó mới vui này. Chắc chắn là như vậy, các anh chị cứ chờ đi. Đến cái đoạn đấy thì vui lắm, đến cái đoạn đấy thì chắc chắn là rất nhiều anh chị em sẽ hỏi à em ơi có mua LDG không đấy đến cái đoạn đấy nó bắt đầu nó vui mà cả làng bắt đầu mới ngắm nghĩa nhưng mà chúng ta đã ngắm đến những cái 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 trang kỹ thuật từ từ rất là sớm đấy C2 cũng như vậy đúng không anh chị C2 là chúng ta bắt đầu bắt từ vùng 16 bây giờ sơ sơ cũng có vùng 24 rồi đúng không ạ phiên ngày hôm nay thì hơi tiếc nuối một tí đấy, hơi củ chuối củ cày một tí trong phiên nó đánh lên vùng 25.3.4 rồi mà cuối phiên nó lại tõm xuống cái này hơi bực Chán like quá Thì um, ok uh, Cũng không sao cả chúng ta kiên nhẫn thêm thôi uh, Bây giờ hiện tại cái điều quan trọng nhất đó là vùng 24 cộng Thì cổ phiếu C2 vẫn đang giữ được Như vậy thì trong tuần tới chúng ta sẽ đánh giá thêm Ở quanh vùng 24 uh, Thậm chí là C2 có thể chỉnh về vùng 22.5 Nó cũng là hợp lý thôi Nó cũng không có cái gì cả Nhưng mà về 22.5 thì nó hơi đuối một tí Giữ được trên vùng 24 cộng Thì mới là chuẩn chuẩn bài Uh, NBB uh, hôm nay chúng ta tiếp tục uh, Tuần này thì nó tiếp tục bám cái kháng cự ở vùng 20 Nhưng mà vùng 20 vẫn chưa thể công được Có 4 phiên, 5 phiên, 4 phiên đúng không ạ. Uh, đồng thời thì nó cũng uh, hình thành lại một cái hỗ trợ 18.5 Như vậy nhìn về mặt thiên hướng thì có thể tuần tới Nó sẽ kiểm tra lại cái uh, hỗ trợ 18.5 Trước khi mà có những cái uh, động thái về mặt kỹ thuật tiếp theo uh, Cái cặp tiếp theo đó là uh, Chúng ta sẽ đi phân tích HDG và HDC HDG thì đối với HDG hiện tại cũng đang có những cái tín hiệu kỹ thuật rất là đẹp đúng không tuần vừa qua thì nó đã trả cung ở vùng 52.2 và tiếp tục công lại vùng kháng cự 55 đồng thời nó hình thành một cái biên rơ lắc ở đây là biên 54 đến biên 55 các anh chị có thể canh thu gom thêm mục tiêu thì vẫn ngắm về vùng 6x 60 đó là kháng cự tiếp theo uh, HDC 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 Uh, HDC HTC thì bây giờ là nó cũng mới bắt đầu khởi nguyên lại một cái con sóng tăng thôi và đối với HBC, HDC thì cũng đã bắt đầu phân tích từ vùng 41 và nó cũng bắt đầu đã đạt được cái thành quả đầu tiên lên khoảng vùng giá 52 hai. Uh, ngắm về trang kỹ thuật thì sau khi mà nó break vùng 52 thì HDC có thiên hướng quay về vùng 52 đến khoảng vùng 52.5 Đó nó sẽ test lại đây và sâu hơn có thể cho phép nói chung là nó sẽ quay lại test ở đây và tuần tới thì nó sẽ test và test thành công xong được cầu quay trở lại á yeah, thì chúng ta gom tiếp các anh chị nhá và chúng ta sẽ ngắm lên cũng ngắm lên target 60 xa xa hơn thì 70 nhưng mà đầu tiên sẽ ngắm 60 trước à, cái cặp tiếp theo đó là FCN FCN thì đang hơi phập phù nói chung tuần vừa qua và hai tuần gần đây thì chúng ta vẫn nói đến vùng 15 15.5 khả à, năng tuần tới thì nó cũng chỉ vòng vo quanh vùng này thôi và chờ thêm cái cái lực cầu nó đánh mạnh mẽ hơn đánh như thế thì không ổn ở VCG như vậy là VCG cũng bắt đầu tuần vừa qua đấy các anh chị thì chúng có nói đến là một là nó sẽ chỉnh cung về quanh vùng 22 điểm sâu hơn thì phải tính toán ở vùng 21 và điểm này là suy soát ở khoảng vùng 20 chấm mấy này 21.2 Ok gần suy sát vùng 21 và nó đánh lên sau điểm đánh lên này thì tuần tới nó lại kiểm tra lại quanh vùng 22 đó, điểm 22 hoặc hoặc là vùng 21.5 ở đây tức là dự báo một trong hai cái điểm này nó sẽ quay trở lại kiểm tra cung cầu đây và ông sẽ đánh giá thêm Uh, Lcg ở đây, đó uh, LCG đây thì có điểm phục hồi. Đó, uh, từ vùng 11.2 đến vùng 11.5, hai cái nến này thì nó hơi 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 chơi vơi, nhìn có vẻ không 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 ấy lắm. Xu hướng thì khả năng tuần tới nó vẫn sẽ có thêm những cái điểm test cung kỹ thuật ở quanh uh, quanh quanh cái um, quanh vùng 11.2 đến khoảng 11.5. Uh, cặp tiếp theo đó là Nam Long nlg Nam Long Nam Long và kdh Ok thì đối với Nam Long chúng ta có hỗ trợ 41.5 tuần vừa qua có một cây nến nó tiếp tục uh, test lại quanh 41.5 và cái điểm sâu hơn đó là 40 40.5 thì nó đã không về đến nơi và cây nến kết tuần thì tương đối đẹp khi mà nó tiếp tục đẩy lên được vùng 43.5 đến khoảng vùng 44 ở đây ngắn hạn thì cũng tiếp tục ngắm ở vùng 46 xa hơn sẽ là vùng 48 KDH ở trong tuần thì đã chỉnh cung à, theo như dự báo thì chúng ta có phân tích về ở khoảng quanh vùng 37.5 đến vùng 38 Cây nến này thì có tụt xuống nhưng mà sau đó thì rút chân lên thì nó vẫn ở trong cái vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật à, về 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 tín hiệu á, thì bây giờ Nam Long nó đang chúng ta đang cần cái vùng 40 các anh chị đang cần đến vùng 40 cho nó bay được cái vùng 40 này thì cái đó thì chúng ta sẽ cái 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 trend kỹ thuật ấy, nó sẽ nhẹ nhàng hơn, còn bây giờ nó chưa vượt được cái cản 40 thì nó đang vẫn đang khá là nặng nề. Ờ à, ba uh, mã cổ phiếu tiếp theo đó là TDH, TDH thủ được hao Nói chung con này thì nó thiên về cái thiên hướng đầu cơ và trong cái thời điểm hiện tại như hùng có phân tích ở đây đó là chúng ta cứ bình tĩnh từ từ, đúng không ạ? À, đi không đi đâu mà vội cả vùng 5.4 5.7 đây đang là những cái vùng mà gì cổ phiếu đang xây dựng tích nền tích lũy nó thì đang là thu gom dần dần à, TDH DRH à, DRH cũng là một cái mã cổ phiếu mà cái tính đầu cơ của nó rất là cao và khi nó đánh thì nó đánh cũng tương đối là T và phê đó tương đối T phê và cái thời điểm hiện tại thì cũng đang ngắm cái gì đó là nó đang xây xây tren tức là để mà nó đi được thì nó đang bẻ từ từ đầu tiên nó giảm nhá đúng không bắt đầu nó mới hết giảm nó xong đó nó bắt đầu hình thành một cái sóng tăng lại và đối với cái cổ phiếu này thì nó đã đạt được hai cái cột mốc nó cột mốc đầu tiên đó là nó đã công lại được vùng 9 và cái cột mốc thứ hai nó là công lại được vùng 10 đấy là hai cột mốc rất quan trọng để chúng ta ngắm tiếp những cái trang thuật tiếp theo như vậy thì uh, sau khi mà nó lên được 10 cộng nó đang chỉnh cung đây này thì cũng đang ngắm này vùng 9.4 các anh chị có thể bắt thêm này rồi sau đó uh, chúng ta có vùng 8.8 đến vùng 9.9 .9. đấy là những cái vùng mà bắt thêm thậm chí là nó có thể nó nó hoàn toàn có thể test lại về vùng 7.6 đến khoảng vùng 8 đấy là câu chuyện rất bình thường đấy là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây nó nó test hết đó, nó quay lại đây để nó hình thành một cái mô hình V-kép ở đây ví dụ như vậy đấy cũng là một cái cách của tạo lập nó về dòng tiền thì chúng ta cứ gom từ từ ở à, cái mã cổ phiếu cnco 4 sẽ 4g thì cũng đã khuyến nghị uh, tim gom và các anh chị thì cũng cũng có thể gom thêm à, nó có một cái hỗ trợ kỹ thuật ở đây 12.5 tuần này thì nó đã đánh được lên 13.3 cộng à, Tuy nhiên cái đến cái tuần này mà nó vượt lên được trên 14 cộng thì mới đẹp này chứ còn nó hơi test lại cái này tức là nó có một cái sự suy yếu à, đối với cnco 4 thì cái, cái 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 tính tạo lập cái tính đầu cơ đó, của cái thằng cha này nó cũng kinh khủng các anh chị nhá nó cũng cũng không phải vừa đâu tức là con này đầu tiên nó phải bơm khoảng tầm 3 triệu cổ phiếu trên một phiên và bắt đầu đã có những cái gì ạ đã có những cái phiên mà cnco 4 bắt 3 triệu này sau đó thì nó nâng tầm lên khoảng tầm 5 triệu cổ phiếu trên một phiên và khi nó nâng tầm lên được cái tầm đó rồi thì bắt đầu cổ phiếu sẽ chạy nước rút đây các anh chị những cái điểm chạy nước rút của nó rất là đẹp đây đó và cái câu chuyện là gì cái câu chuyện là ít nhất là hùng đang ngắm uh, những cái target ví dụ như là 15 và sau đó 18 thì đây là những cái target hoàn toàn có khả thi đó cứ tiền mà anh huệ anh bơm ra là thôi là xong đấy, đó, gói ba mươi ba trăm tám mươi tỷ mà bung ra là coi như đầu tư công cũng là tương đối nó sẽ được hưởng lợi cho các anh chị chú ý còn g 36 thì vẫn đang tích lũy thôi g 36 thì các anh chị có thể cứ thu gom từ từ ở biên chín đến bảy đến biên 10 con ITC ITC thì um, ừ. điểm mua uh, lên đến đây chốt này, xong đó thì cũng đang phân tích lại cái điểm quanh vùng 15. Đó là hỗ trợ tuần này thì nó đóng đúng cái điểm hỗ trợ 15 này. Đó tuần tới thì có thể có thể có bởi vì tuần này nó đã có cái rơ lắc xuống 14 nên có thể tuần tới sẽ có uh, sẽ có xuống 14, đấy là câu chuyện rất bình thường. Đó. Nó test lại cái điểm này lần thứ hai và khả năng cao thì nó sẽ test về vùng 14. Ngắm ngắm thì nhịp này vẫn là 19 đến 20. Con này thì khi nó đánh cái tính tạo lập của nó rất là cao ok rồi à, sang một cái nhóm ngành tiếp theo à, rất là quan trọng ở trong những cái thời điểm hiện tại à, đó là à chúng ta sót mất nhóm ngành dầu khí rồi đúng không ạ chưa có nhóm ngành dầu khí thép xong thì phân tích dầu khí rồi mới đến sẽ lắp ok sẽ phân tích thêm nhóm ngành dầu khí trước à, thì đối với nhóm ngành dầu khí thì chúng ta nhìn ở đây ở đây đó là cái biểu đồ của vkti đúng không anh chị đó chúng ta nhìn qua một tí Ờ, thì chúng ta thấy rằng là cái cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu hiện tại đang rất là nghiêm trọng đối với Đức thì cái tập đoàn phân bón lớn nhất của ông Đức là chết nghèo rồi đúng không ạ tức là các ông tự lấy đá kè vào chân của các các ông tức là có một cái câu nói mà mất ông... tất nhiên hùng lê không làm chính trị nhưng hùng lê cảm thấy rằng đấy là một một cái chân lý đó là gì không có kẻ thù nào là vĩnh viễn không có bạn nào là vĩnh viễn chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn đó và các bác lãnh đạo à của chúng ta thì khả năng các bác cũng cũng tuân tuân chỉ cái việc việc đó cho nên là chúng ta không liên minh quân sự đó ở cạnh cái ông Trung Quốc rất là to đúng không chúng ta không ngả về Trung Quốc đúng không chúng chúng ta cũng không ngả về ông Nga chúng ta cũng không ngả về ông Mỹ đó và cái chính sách đối ngoại Việt Nam theo quan điểm của ông thấy rất là hay đó, ví dụ như là chúng ta xây dựng một cái cấp cho đại sứ quán Mỹ một cái cái khu đất rất là rộng đúng không ạ ở hà nội ví dụ như vậy thì ở ở hà nội thì có mỹ đó, và chúng ta cũng làm một cái đại sứ quán to đùng ở bên bên new york ví dụ như vậy rồi xong đó ở ở trong nam thì chúng ta lại liên kết với cả anh nga đúng không để làm cái tàu sân bay quân sự hay cái cái, cái gì đó tức là ở các cái 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 quan hệ quốc tế của chúng ta rất là linh hoạt nó và bản thân các cái nước châu âu thì nó bị rát mũi thế thôi quan điểm như vậy đúng không ạ cái câu chuyện là gì bây giờ tôi đang mua khí đốt của nga rất là rẻ rất là ok đúng không giá ví dụ như là các ông mua của ông mỹ là mất một 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 ngàn đô ví dụ như vậy tôi mua của ông nga mất có 500 đô như vậy thì cái câu chuyện ở đây là gì lợi ích kinh tế và uh, nó bị chi phối bởi những yếu tố bên ngoài và cuối cùng là người dân ở đấy người ta sẽ bị 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 Ờ, bị, bị bị thất thiệt đúng không anh chị và tất nhiên khi người dân mà người bao giờ dân nổi can qua đấy con vua thất thế lại ra quét chùa đúng không đấy cái câu chuyện là dân ca của việt nam là như vậy rồi và chúng ta thấy rằng là thủ tướng anh cũng đã bị thất bại bulgaria đó cũng uh, cái cái chính quyền đấy cũng bị thất bại rồi và bây giờ họ một, một số các cái nước là bắt đầu phải đang nối lại đang phải đàm phán lại với nga để xin cung cấp lại khí đốt và cái ông hà lan ấy ông hà lan này à, hay là phần lan nhỉ phần lan hay hà lan thì đấy là, là 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 cũng đầu tiên là cũng cũng cù nhây cù nhơ lắm nhưng đến bây giờ là cũng đang 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 chết hiếp rồi ông đức cũng như vậy bây giờ cũng không có khí đốt rồi như vậy là cái câu chuyện là cái giá khí đốt nó đang tăng rất là cao rồi than cũng đang tăng rất là kinh khủng đó và à, cùng với đó thì mỹ trong cái thời gian vừa qua là mỹ đã tìm cách để chi phối một số các cái quốc gia à, sản xuất dầu mỏ lớn à, trong đó có đến các nước Ả Rập đúng không anh chị thì sau năm sau năm ngày tổng thống Biden đến Ả Rập thì tổng thống Putin cũng đến Ả Rập câu chuyện nó là như vậy nó có sự cạnh tranh rất là khốc liệt đúng không ạ rồi bộ ba Iran Thổ Nhĩ Kỳ và Nga là vừa họp với nhau và bây giờ ở Iran và 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 Nga là coi như là loại đồng đô la là tôi chơi bằng đồng 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 gọi là đồng đồng của ngân hàng trung ương Nga vừa mới thiết lập đó ví dụ như vậy Ấn Độ cũng bảo rằng là bây giờ tôi không cần đô la nữa. Đó, tôi chơi là nhân dân tệ hoặc là uh, tôi chơi bằng đồng rúp. Đấy và như vậy là uh, thế giới đang hình thành một cái thế giới đa cực và khi mà thế giới đa cực thì mình cảm thấy rất là hay. Mình sẽ nói tức là chúng ta nói thêm một một tí ngoài 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 lề về 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 cổ phiếu nó là như vậy. Và gần đây uh, một cái tin mới nhất ở đây thì gần như Iran cũng và các nước OPEC thì đang uh, cân nhắc để có như gọi là giảm sản lượng khai thác dầu thì cái câu chuyện là ông mỹ ông đang muốn tăng lên đúng không ạ ông đến gặp uh, ả rập xê út này rồi ông đến gặp iran này đó bảo iran là mày bơm dầu lên và đặc biệt là ông ông đến venezuela Ở trước đây là ông ông cấm vận thằng venezuela bây giờ ông này đến ông bảo thì mày bơm đi tao tháo cấm vận cho đấy cái câu chuyện như vậy nhưng mà các nước đấy đều hiểu rằng đấy là uh, mỹ không phải là đồng minh rồi câu chuyện như vậy là họ không bao giờ họ tăng cái sản lượng lên đó thì cái giai đoạn vừa qua giá dầu giảm thì nó có một số các lý do. Ví dụ như là cái cái nhu cầu dự báo cái nhu cầu sử dụng dầu của Trung Quốc nó bị giảm đi do những cái chính sách mà siết chặt zero covid của Trung Quốc đúng anh chị. Nên là họ à, các cái, cái cái nhà dự báo họ họ dự giảm cái nhu cầu cái nhu cầu về dùng dầu nó bị suy giảm trong cái thời gian vừa qua chính vì vậy nên là dầu nó mới rơi từ vùng 115 xuống về khoảng quanh vùng 88 đến vùng 90. Thì tại đây thì chúng ta cũng đã có phân tích một cái xu hướng về tích lũy của giá dầu. Ok các anh chị và 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 nó cũng đang hình thành một cái mô hình V kép ở đây. Uh, theo quan điểm của Hùng khá là đẹp. Và nó, nó bắt đầu nó test lại một tí tẹo đây và uh, nó test uh, tuần tới, tuần tới mà ví dụ như giá dầu mà nó test lại ở khoảng quanh vùng 93 đi, đó. Thì theo Hùng là đẹp. 93 đó, nó test lại quanh vùng 93 mà không thủng á thì như vậy nó hình thành một cái lực long tiếp ở đây thì như vậy là giá dầu nó sẽ hướng tiếp lại lên vùng 100 u một thùng và chạm 100 u á, thì nó lại có một cái động thái nó 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 chỉnh cung đó rồi sau đó nó long lên như vậy bên này như vậy thì như thế thì chính thức là giá dầu cũng sẽ thoát đáy tạo đáy ở quanh vùng 88 đến vùng 90 ở trong cái nhịp này và điều này thì nó cũng sẽ có những cái tác động khá là tích cực lên nhóm cổ phiếu ngành dầu khí và chúng ta thấy rằng nhóm ngành dầu khí ở trong cái thời gian vừa qua nó cũng đã tăng rất là tốt ok thì đối với nhóm ngành dầu khí thì các anh chị lưu tâm à, đối với cái tín hiệu kỹ thuật của con gáp hùng đã lưu tâm các anh chị rồi tức là chúng ta cầm nhóm ngành dầu khí thì chúng ta cứ quan tâm đến con gác khi nào con gáp nó đổ thì chúng ta chú ý mà chốt đơn giản thì có như vậy thôi đó tức là p hết sóng khi con gáp này nó xả thì coi như gần như là p hết sóng vậy thì đấy là một cái lưu tâm thì trong cái thời hiện tại thùng vẫn ngắm tiếp tục, tức là trong cái tuần vừa qua thì chúng ta có nói đến uh, tuần trước chúng ta có nói đến vùng hỗ trợ 112 của gas uh, và vùng kháng cự 115, khả năng thì gas vẫn còn một cái nhịp đánh lên ở khoảng quanh 125 đến khoảng vùng 128, đấy là cái dự báo vùng lên, tức là khi lên đến đây thì cứ như vậy nhóm P nó mới hết sóng. Đó. <laughs> thì đây là ba cái cây nến suy yếu này ba cái nến suy yếu nó test lại vùng 115 thậm chí là tuần tới nó sẽ quay trở lại vùng 112 đấy là câu chuyện rất bình thường và khi về đến vùng 112 nó tích lũy lại ổn định và nó sẽ hướng đến một cái nhịp đánh kháng cự tiếp theo và khả năng khi mà uh, gát gas tiếp tục quay lại cái vùng đỉnh này thì lúc đó nhóm P mới bắt đầu hết sóng thì đấy là cái dự báo sớm của ông Lê các anh chị lưu ý uh, đối với PLX <laughs> PLX uh, còn điểm mua thì đã khuyến nghị mua rồi đúng không ạ ở quanh vùng 41. Rồi uh, sau đó thì chúng ta có cái biên 42 42.5. Uh, sau một cây nến tăng khá là tích cực thì cổ phiếu này đang có một cái điểm chỉnh cung và tuần tới khả năng sẽ chỉnh về quanh vùng 43 đến khoảng vùng uh, bao nhiêu ta? 43 đến khoảng 43 43 43.4, đấy là vùng hỗ trợ kỹ thuật của PLX ở trong tuần tới. À uh, PPS, như vậy là đối với PPS thì đã chính thức là hoàn thành cái vùng giá mục tiêu vùng 28 28.3 đúng không anh chị? Và sau đó thì nó bắt đầu có một cái nhịp gì đấy ạ, một nhịp chỉnh cung uh, kỹ thuật trở lại. Các anh chị chờ hùng một tí. Uh, một cái nhịp chỉnh cung kỹ thuật ở đây và như vậy ấy là chúng ta sẽ ngắm đến tuần tới sẽ ngắm đến khoảng quanh vùng 27 khả năng là cái vùng 27 này Ờ uh, PVS sẽ tiếp tục xây nền tích lũy thêm và có thể là điểm sâu hơn thì chúng ta phải tính toán ở cái điểm ở đây tức là sau khi nó break vùng 26 thì nó sẽ về khoảng quanh vùng 26.5 tức là cái mút này này thì kiểu gì là nó sẽ quay lại tức là nó không 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 thể là nó hồi lên được đâu đó các anh chị đó thì xu hướng của tuần tới sẽ là như vậy nó sẽ tiếp tục khoảng 1 đến 2 cây nến nữa test lại quanh cái mút này tức là mút này khoảng tùng vầm vùng 26 4 26 năm à, sau đó tích lũy thành công và xu hướng giá dầu thì chúng ta có thể ngắm thêm một cái target về khoảng quanh vùng 30 đối với PV kéo nhịp 2 bao giờ nó cũng như vậy nó phải có một hai nhịp thì nó mới chết được à, đối với PVD đối với PVD chúng ta bắt đầu phân tích mình thành một cái sóng lên nó từ vùng giá 14 nâng lên 18 Từ 18 mà chúng ta nâng lên 21 Và về chính thức bản thân là tuần này Thì PVD đã đạt cái target 21 trên 21 Có lúc là nó kéo lên khoảng vùng 21 mấy đây này à, Rồi và cái đến cái tuần này thì nó nó là xấu rồi Vì sao? Vì nó đã bị chốt rơi ra khỏi quanh vùng 20.5 như vậy thì tuần tới khả năng là nó sẽ đánh về khoảng quanh vùng 20 và điểm xa hơn, điểm xa xa hơn thì chúng ta phải ngắm về đây. Đó, điểm xa xa hơn thì phải ngắm về đây, tức là khoảng quanh vùng 1955 các anh chị nhé nó về đến đây tích lũy uh, thành công, rồi khi đó PVD lại kéo tiếp một nhịp hai và nhịp hai này thì sẽ uh, kéo về quanh vùng 21 đến khoảng vùng 22 đây. Nó và khả năng P thì chúng ta sẽ chuẩn bị trong một cái tâm thế là sẵn sàng để chúng ta chốt lại thôi. Oi ở đây Oi ở đây có vùng hỗ trợ kỹ thuật là vùng 128 đến vùng 13 vùng kháng cự của nó ở đây vùng 137 đến vùng 14 các anh chị em lưu ý POVK ở đây phiên ngày hôm nay thì POVK đã có một lực đánh tương đối là tốt gần 25 triệu và nó hơi tiếc một tí là nó chưa đóng tức là đã có lúc nó thoát vùng 14.3 cộng lên nhưng mà cuối phiên thì nó bị đạp trở lại như vậy với tín hiệu này thì phiên ngày thứ hai thì POVK sẽ tiếp tục lấp lại gáp 14.3 cộng À, nhìn về mặt ý đồ, nhìn về mặt ý đồ thì kép hoàn toàn nhịp này có thể kéo lên ở khoảng vùng 15. 15 hoặc xa xa hơn sẽ ở khoảng vùng 15 4 đến khoảng vùng 15 năm ở đây. đã lưu lưu ý ở cái nhịp này. À, BSR như vậy là BSR thêm một lần nữa đúng không ạ? Lại chính thức bị thất thủ bởi vùng kháng cự 26 ở đây các anh chị. À, đồng thời thì nó cũng có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 24. Nhìn về thiên hướng kỹ thuật như thế này thì tuần tới khả năng BSR sẽ chỉnh cung. À, nếu chỉnh khỏe thì nó sẽ về khoảng 1/2 cái thân uh, thân thân đến tức là về bằng cái điểm đóng cửa đến tuần tuần trước. Tức là nó sẽ khoảng quanh vùng 24.7 đến khoảng vùng 24.8 đấy là khỏe. Đó, còn nếu không khỏe thì nó lại bị tụt về khoảng quanh vùng 24 nhưng khả năng là uh, ngắm ngắm về mặt ý đồ thì khả năng sẽ quanh vùng 24.7 đối với BSR Ok bây giờ thì Hùng sẽ đi phân tích uh, hai cái nhóm ngành rất là quan trọng Tiếp theo đó là nhóm ngành banh và nhóm ngành chứng khoán Đúng không anh chị? Hai cái nhóm ngành xương sống của thị trường Và nó đang có những cái vai trò rất là quan trọng Ờ uh, Với Vietcombank Với Vietcombank chúng ta nhìn view ở đây Đúng không ạ? Đây là hỗ trợ kỹ thuật chúng có phân tích rồi Vùng 80 đến khoảng vùng 80.5 và nhìn về mặt ý đồ thì khả năng là Vietcombank còn có một cái điểm đánh về khoảng vùng 84 đến khoảng vùng 85 Phiên ngày hôm nay shit shot 84 83.7 còn 0.3 nữa là đạt vùng 84 đó các anh chị Đó là những ý đồ tạo lập khả năng tuần tới thì nó vẫn còn tiếp tục kéo ừ, Tuần tới nó vẫn tiếp tục kéo nhịp này thì việc khả năng là sẽ kéo đấy Và và có khả năng Đấy là khả năng đấy nhá Hùng có dự báo đấy nhá Cái này phải phải tính tính thêm Nhưng khả năng là nhịp này nó sẽ đánh bay vùng 85 cộng Để hướng về khoảng quanh vùng 90 Bởi vì nhịp này là nhịp chúng ta đang cần về điểm số Các anh chị cần về điểm số Và khi cần về điểm số thì cần Vietcombank Ok Ờ, MBB, uh, MBB chia cổ tức nên là chạc kỹ thuật nó bị rơi ra hết khỏi cái đường 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 băng rồi đúng không anh chị và chúng ta sẽ uh, ngắm lại sau sau khi chia như vậy sau khi chia chúng ta có vùng 23 23.2 và vùng kháng cự ở đây là vùng 23.5 phiên ngày hôm nay thì đóng cửa vùng 23.6 như vậy là trên cái chạc tuần thì MBB hoàn toàn đang có một thiên hướng hết sức là tích cực như vậy tuần tới nếu khỏe thì MBB sẽ test quanh vùng 24.5 và nếu yếu hơn thì có thể quay lại vùng 23 23.2 về trang kỹ thuật. Về trang kỹ thuật thì MBB nhịp này cũng sẽ ngắm lên khoảng vùng 25. Được, hoàn toàn khả thi. Đó, MBB đang khá là ok. Ở cổ phiếu BIDV thì đánh tương đối là 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 giống với những cái dự báo của ông Lê đúng không anh chị? Ờ thứ nhất đó là gì? Đó là trong tuần thì BIDV đã quay trở lại test lại ở vùng 38.7 vùng 39. cây nến ngày thứ hai thì nó mất cái vùng 37.5 nhưng đến cây nến ngày thứ ba thì nó gì ạ? Nó đã lấp lại hết toàn bộ cái gì ạ? Cái cái mất mát của phiên ngày thứ hai. Như vậy thì các anh chị học thuần về kỹ thuật thì đây là một cái gì ạ? À, đó, đây là một cái nến rất là đẹp đúng không? Cây nến bao trùm. Đó, nó lấy lại được như vậy là gì? Như vậy là cái mức độ chúng ta đánh giá quanh 37 38.7 đến khoảng vùng 38 Nó là hoàn toàn hợp lý. Thiên ngày hôm nay đã có lúc công lên 40 nhưng mà bị tụt hụt hơi cũng không sao cả đúng không ạ nhìn về mặt thiên hướng về mặt xu hướng là vẫn gì vẫn ổn áp mục tiêu chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lại ở vùng 40 à, 41 đến 41.5 có bay được không khả năng là bay đấy khả năng là bay đấy bởi vì nhịp này nó đang cần rất nhiều điểm số nên là chỉ có kéo banh thôi đó nên là dự dự là là banh là các anh chị nhá chúng ta sẽ ngắm thêm và tất nhiên là hùng sẽ cần cái dữ liệu ở vùng 41.5 đến vùng 42 thì chúng ta mới đánh giá chứ chúng ta không phải đánh giá một cách gọi là 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 chủ quan ừ, mà chúng ta phải đánh giá dựa trên những cái à, tín hiệu kỹ thuật dựa trên những cái yếu tố khá là cơ bản của cổ phiếu để chúng ta mới đánh giá thêm được à, đối với công thương trong tuần thì công thương đã có những điểm test về lại quanh vùng 28 nhưng hùng có phân tích ở đây vùng 28 là cái vùng đệm rất là quan trọng trong cái thiên hướng kỹ thuật của công thương Ờ, nhìn chung thì cây nền kết tuần thì hơi hơi đuối một tí <laughs> nhưng à, nó vẫn bám sát được quanh vùng 28.5 và tạm được tuần tới thì sẽ có 28.5 hoặc không thì nó sẽ test lại 28 lần thứ hai mục tiêu thì chúng ta vẫn ngắm là công thương ngắm lên vùng 30 30.5 chả nhẽ lại đánh được có tí tẹo này ta công thương là đâu đó khoảng vùng 25 ít nhất phải lên được 30 5.000 chán quá y hai tuần vừa qua nó hơi y Tức là dòng tiền nó chưa đánh banh Nó đang tích lũy nghỉ ngơi khả năng là như vậy Techcom uh, Techcombank được tạm tạm được 3838.5 Và ngắn hạn ngắm lên vùng 40, 4, 41 ở đây uh, Khi nào bay cản 41 thì khi đó chúng ta tính toán thêm Và bay cản 41 thì là đẹp đấy Bay cản 41 thì, 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 thì lúc đó thì lại tiền hơi nhiều đấy Uh, TP Bank, TP Bank thì vẫn giữ một cái trạng thái như vậy thôi, vẫn tiếp tục các anh chị ở quanh vùng 28 uh, có thể thu gom thêm mục tiêu ngắn hạn thì đây đã có rồi. Vùng 29.5 đến vùng 30, bay được vùng 30 thì khi đó chúng ta sẽ tiếp tục thu gom thêm. Uh, STB, STB thì như phiên nay để giảm hay sao? Đúng rồi, để giảm. <laughs> uh, STB có 3 phiên tích cực nhưng phiên cuối cùng thì đuối quá À, nhìn trên góc độ kỹ thuật thì nó vẫn uh, vẫn giữ được cái trend tức là vẫn tạm ổn nó nó chưa bị và uh, phá vỡ cái vùng 24 đến khoảng vùng 24.5 đó là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là then chốt tuần tới khả năng sẽ quay về ở khoảng quanh vùng 24.7 chúng ta sẽ đánh giá thêm ở à, mục tiêu thì sơ sơ thì khả năng nó cũng phải về được vùng 27 nhỉ chứ nếu không mà đánh thế này thì hơi đuối cứ, cứ giữ vùng 27 các anh chị liên việt postbank Uh, Liên Việt Post Bank ở đây cũng uh, nhìn chung là vẫn vẫn đang uh, khá là ổn uh, Chưa có những cái tín hiệu nào mà chúng ta thấy là nó đuối hết uh, Vùng 15, 15-2 vẫn là hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng Sau đó vùng kháng cự ngắn ở đây vùng 16-2 uh, Phiên ngày hôm nay công kháng cự nhưng công chưa thành Như vậy thì tuần tới khả năng sẽ có những cái điểm uh, về lại ở quanh vùng 15.5 Rồi uh, sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục công vùng 16 ngắm lên vùng 17 À uh, nói chung là um, chúng ta cũng phải xây từ từ thôi bởi vì đối với liên Việt rút thì chúng đã bắt đầu phân tích uh, một cái sóng lên từ quanh vùng 12 các anh chị, từ vùng 12 mà lên được 17 là 5.000. 5 trên 12 là bao nhiêu? 5 trên 12. Ồ oh, cũng 41% các anh chị, không ít đâu. Từ đây lên đến đây là 41% đấy. Cũng cũng khá khá chứ không đùa đâu. Khá khá. Lãi suất khá khá à, rồi con ABB ABB thì vẫn đang ấy nhỉ ABB <laughs> ABB thì vẫn chưa thể uh, phá được cái vùng 12 Tuy nhiên uh, nó vẫn có một cái góc độ tích cực nhất định đó là vùng 11 4 uh, vẫn giữ được uh, vùng 114 uh, 11 4 uh, đến vùng 12 và chúng ta đã mua ở cái vùng 10.5 đến 10.6 đây thì các anh chị có thể canh thêm ở vùng 11 4 ở vùng 12 bán bớt đi rồi 14 11 4 mua lại 12 bán bớt đi ví dụ như thế nếu trong cái trường hợp mà nó cứ vòng vo vò ở trong cái biên này. À rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang một cái nhóm ngành rất là quan trọng đó là nhóm ngành chứng khoán. Thì một số các anh chị có hỏi Hùng là hiện tại thì nhóm ngành chứng khoán đã tăng được khoảng tầm 40 đến 50% rồi thì đã sắp hết sóng cho anh? thì cái câu chuyện là hết sóng hay không á, thì chúng ta cần phải bám vào tín hiệu, bám vào tín hiệu và đến thời điểm hiện tại thì Hùng nhận diện theo cái quan điểm cá nhân của hùng á, thì nhóm ngành chứng khoán chưa hết sóng à, bởi vì chúng ta cứ nhìn vào những cái con đầu ngành đi chúng ta nhìn vào cái con chứng khoán bản việt đi đó VCI à, thì chúng ta thấy rằng là VCI sau khi chia đúng không ạ? đó và chúng ta nhìn thấy đây một cái con sóng của VCI nó đánh từ vùng 10 lên đến tận vùng 60 À, thì sau khi mà chúng ta cũng đã có phân tích uh, VCI chia cổ tức đúng anh chị VCI chia nên là hai cái, cái 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 hai cái cái mõm này này chính là về bản chất là nó nằm ở dưới này đúng không đó là những cái thời điểm cũng đã bắt đầu phân tích cái 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 xu hướng của VCI đó, sau chia nó sẽ là vùng 22 đến khoảng vùng 23 và đến thời điểm hiện tại thì VCI cũng đang giữ được một cái trạng thái đó, trạng thái này là trạng thái có thể còn cầm nắm được cổ phiếu Tức là gì? Đó là vùng 35 là vùng hỗ trợ và vùng kháng cự ở đây là vùng 38. tám à, nó vẫn tiếp tục đi được ở trong cái biên 35 đến biên 38 như vậy là gì? Như vậy là tạm ổn định. Còn khi cái trường hợp mà VCI bị phá vỡ vùng 35 thì khi đấy khả năng nhóm chứng khoán hết sóng thật. Đó. À, như vậy thì tuần tới đối với VCI nếu nó khỏe thì nó sẽ trả lại ở khoảng quanh vùng 36.5 và chúng ta vẫn có thể kỳ vọng là nhịp này VCI sẽ đánh về 40 hoặc là vùng 42 nó sao chia à, cổ phiếu tiếp theo đó là SHS à, đối với SHS thì trong cái giai đoạn này nó cũng đang khá là phập phù à, tất nhiên à, SHS thì chúng ta có phân tích cái vùng kháng cự 15 ở đây này và vì nó gặp cái kháng cự cái anh chị vì nó gặp cái kháng cự nên là nó phải thế à, gặp thời thế 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 thời phải thế tức là kháng cự mà đó nên là là nó đánh phập phù hay không phập phù thì nó gặp kháng cự thì bao giờ nó cũng thế thôi đó và đến thời điểm hiện tại có thể nói rằng là chúng ta chưa thể mà bứt được cái kháng cự 15 Ờ à, như vậy tuần này song à, song cái việc đó thì chúng ta cũng à, dò lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đó là vùng gì ạ vùng 13 13 năm à, khả năng thì tuần tới nó sẽ tiếp tục kiểm tra lại cái biên này À, trước khi mà hình thành một cái xu hướng long quay trở lại đây ra này nhà thêm lụ hồi nãy chúng ta phân tích bị thiếu mã cổ phiếu SHB thì SHB ấy, là tuần trước nó đánh một phát sau đó nó trả cung thì chúng ta lưu tâm đó là gì vùng 15 15.3 đó là vùng mà nó đã nhả cung xong và bây giờ nó đang hình thành một cái 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 nhịp long ngắn ở phiên ngày hôm nay tiếp cận lại vùng 16 và sau đó thì khi mà nó trả đó, khi mà nó trả này thì nó sẽ gì ạ? nó sẽ quay trở lại khả năng là tuần tới nó sẽ có điểm 15 4 15 7 ở đây ở tích lũy thêm còn đối với SHB ấy, thì chúng ta cứ từ từ đó, cái cái đây mới chỉ là một cái giai đoạn đó giai đoạn khởi nguyên các anh chị các anh chị hiểu từ khởi nguyên đúng không ạ tức là cái giai đoạn mới hình thành một cái sóng tăng ấy, thì bao giờ nó cũng đánh rất là ấm ờ đó chúng ta cứ hỗ trợ chúng ta gom ít đây này ví dụ đúng không SHB cũng đã có phân tích khá là dài đó, đó từ vùng này 13, 13, 5 sau đó thì đây này có nhịp chỉnh này này cũng là một cái nhịp gom này 14 này rồi nhịp chỉnh này 14.5 cũng là nhịp gom này đó rồi nhịp này là 15, 15, 3 như vậy chúng ta thấy rằng gì các cái điểm gom sau nó cao hơn điểm gom trước như vậy là thiên hướng về mặt kỹ thuật là ổn đó đó ok à, cái thằng tiếp theo đó là thằng VND VND À, thì đối với VND đây giờ nó cũng chỉ mới hình thành một cái thiên hướng tăng thôi. nó từ cái vùng mà chúng ta phân tích 17.5 đến vùng 18 ở đây bao nhiêu lâu. Đó thì nó mới lên được cái vùng 22.8. Tất nhiên là đây cũng là cái thành quả đầu tiên của của cổ phiếu VND đúng không anh chị? Đó, từ vùng này mà lên đến vùng này tức là đang hoàn thành target một rồi. Sau đó thì uh, nó đang công và chúng ta có vùng 21.4 21.7 đây là hỗ trợ và vùng kháng cự 28. Mục tiêu thì hỗ trợ này mà không thủng thì chúng ta tiếp tục ngắm lên vùng 25 đến vùng 26 đó vùng giá mục tiêu tiếp theo. Đấy na ta cứ xây từ từ như vậy đúng không? Ờ, rồi thằng FTS, FTS cũng ó FTS hôm nay này chạm đúng kháng cự 40 thì nó đổ các anh chị nhá. Vậy thì cái việc mà chúng ta xác định được những cái vùng kháng cự ở đâu và vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đâu đấy là một trong những cái yếu tố rất quan trọng trong cái quá trình chúng ta đầu tư. FTS thì bây giờ nó sẽ chỉnh lại cung, khả năng là chỉnh cung lại quanh vùng 37 ngắn hạn thì chúng ta sẽ ngắm lên 40 và xa xa hơn thì có thể là nhóm chứng khoán mà uh, chưa hết sóng thì nó hoàn toàn có thể đi lên vùng 45 bởi FTS nó kéo tương đối là nhẹ uh, Thằng SSI <laughs> Anh Hưng hơi nặng nhỉ à, Cũng không nặng lắm, ít nhất là tuần này đạt 26 rồi Hoàn thành vùng giá mục tiêu 1 đúng không? Thì đối với RSI đây các anh chị, bắt đầu từ cái vùng ở đây là vùng 18.5, vùng 19.5 thì như vậy đến chính thức đến tuần này thì nó đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu đầu tiên. Phải nói là như vậy. Nó lên được từ vùng 18 lên được vùng 26 là như vậy là cũng khá khá rồi Và sau khi mà đây này, cái nến này là cái nến đạt 26 này và cùng với đó thì nó có một cái hành trình tích lũy ở quanh vùng 24.5 tương đối chặt. Biên hỗ trợ kỹ thuật 23.2 đến vùng 24, cái này cũng đã có phân tích rồi. 23.6 đây là những cái vùng mà khả năng thì SSI nó sẽ tích lũy ở quanh cái vùng này trước khi mà nó hình thành tiếp một cái nhịp sóng tăng tiếp theo ờ, HCM HCM tuần này à, như vậy là đối với HCM cũng đã gì ạ chính xác là à, về mặt mục tiêu đúng không về HCM là các anh chị có thể xem lại những cái phân tích cùng từ vùng 17.5 đến vùng 18 và từ đây thì chúng ta bắt đầu phân tích một cái sóng tăng và cái thành quả đầu tiên mà HCM đạt được đó là hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 28.5 từ vùng 18 mà lên vùng 28.5 tức là nó cũng tăng được khoảng tầm 10.000 trên một cổ phiếu 10.000 mà chia cho 18 như vậy là cũng khá khá nhỉ 9.000 nó đã được 50% rồi các anh chị nhìn thế này khúc này cũng hơn 50% đấy rồi uh, sau đó thì như thế nào sau đó thì nó đang chỉnh cung như vậy tuần tới thì có hai điểm chỉnh một là 274 hai là có thể là nó sẽ test lại về quanh vùng 26 Nhưng khả năng cao là nó chạy về vùng 26 26.5 nôm na là ở đây thì nó sẽ, sẽ tiếp tục kiểm tra lại cung cầu trong việc này và có hết sóng hay không thì đó ví dụ như HCM mà phá vỡ vùng 26 thì như vậy là hết sóng chốt thôi còn bao nhiêu hàng người ta chốt nốt ví dụ như thế bởi vì khi mà nó đã phá vỡ cái vùng 26 thì chắc chắn là nó sẽ quay về vùng 22 câu chuyện nó như vậy nhưng nó giữ được vùng 26 và nó tèn tèn ở trên này thì nó sẽ đi lên vùng 3233 đó vậy thì uh, Thị trường nó luôn luôn biến động, cổ phiếu nó luôn luôn biến động và chúng ta sẽ luôn phải bám sát những cái tín hiệu kỹ thuật như vậy. MBS chia cổ tức và sau chia thì chúng ta sẽ ngắm như thế nào? Thứ nhất là ở đây là ngắm vùng 19 5 đến vùng 20, đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật. Và có thể cho phép lên vùng 18 và vùng 18 này là vùng bất khả chiến bại, tức là thủng vùng 18 thì cũng đồng nghiệp với việc nhóm chứng khoán hết sóng. Đó, đơn giản như vậy thôi. Tức là À, khi tất cả các mã cổ phiếu đơn lẻ hết sóng thì cả nhóm ngành hết sóng như vậy thôi à, đối với mã cts à, sau chia đó thì về mặt bản chất là cts cũng đã hoàn thành một cái target cực kỳ ngon đúng không ạ cực kỳ ngon về bản chất là cái điểm 13.3 ở đây này thì bây giờ nó lùi xuống ở đây này về chia cổ tức mà đấy cái 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 trend này đúng không anh chị các anh chị nhớ ông vẽ một cái trend này không với mục tiêu là từ 13.3 lên vùng 20 trước chia và bây giờ sau chia nó là vượt quá vùng 20 rồi như vậy là nó đã quá là thành công rồi Tức là sau chia sau chia mà 20 thì trước chia nó phải tầm uh, 2, uh, 22 đó nôm na nó là như vậy thì sau khi mà sau chia đây nó đang có hai cái nến test lại cung thì tuần tới nó sẽ test lại 19 năm hoặc là điểm sâu hơn có thể lấp cái gap ở đây này 18 6 rồi ổn định ở đây thì cũng sẽ phân tích tiếp theo à, BSI chúng ta xem BSI nè BSI như vậy là tuần vừa qua BSI tiếp tục công vùng kháng cự 32.5 32, nhưng mà cái điểm công này chưa thành đó, đây là hai cây nến, ba cây nến nó cho thấy cái sự suy yếu trở lại của cổ phiếu. Như vậy thì tuần tới phải ngắm lại vùng 29.2, thậm chí sâu hơn sẽ là vùng 28.5. Đây là điểm hỗ trợ kỹ thuật ngắn của BSI. Nhìn về mặt tổng quan ấy, thì BSI nó vẫn còn nhiều cái cơ hội lắm, nên là chúng ta cứ bám sát thêm. À, BVS ở đây chúng ta xem nào. À, ờ, thì trong cái phân tích mục tiêu đó là vùng công nó sẽ tiếp tục công về vùng bao nhiêu ạ? 25 năm, 25 7 đến khoảng vùng 26. sáu ờ, đang có một cái sự suy yếu nhất định nào đó nên là chúng ta tạm thời là cái kháng cự đó chúng ta sẽ chưa thể tính toán được và chúng ta phải lùi về ở thủ ở khoảng vùng 23 đến khoảng vùng 23.5. Đây là vùng hỗ trợ thực khá là quan trọng. Tuần tới chúng sẽ đánh giá thêm. Ờ, cổ phiếu AGR, AGR thì cũng chia mà. Hay với chia nhỉ? với chia không phải agr ờ, như vậy thì đối với agr ở chính thức là chúng ta cũng đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 13.6 từ vùng từ vùng 9 mà lên 13.6 tức là nó đã hoàn thành cái 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 gọi là cái điểm thứ nhất đó, chúng ta phân tích cái trend thứ nhất ở đây đó là đến thời điểm mà tuần này nó hoàn thành rồi vậy thì sau khi mà nó lên được 13.6 rồi thì nó làm gì chắc chắn nó sẽ chỉnh cung đây các anh chị đó đây là những cái đến chỉnh cung thì chỉnh nhẹ thì nó sẽ về 12 8 13. Chỉnh sâu thì nó sẽ đi về 11 6 đến 12 và chúng ta sẽ chú ý thêm cái điểm này. Đó tuần tới thì Hùng sẽ ngắm ở cái cái vùng này trước và trong cái trường hợp nếu như nó thủng ở đây thì chúng ta mới ngắm xuống ở dưới này. nó và hoàn toàn có thể là à AGR sẽ chỉnh cung về đến đây. Sau đó mới tích lũy thành công, tức là nhóm ngành chứng khoán nó sẽ chỉnh cung đồng loạt như vậy và sau đó thì nó mới bắt đầu kéo tiếp một cái bước hai. Đó chúng ta sẽ bám sát tín hiệu. VX thì cũng đã chính thức là hoàn thành cái vùng giá 15 trên 15 với hôm nay chia cổ tức. chính vì vậy nên nó bị thụt giá xuống. Và sau khi chia cổ tức xong thì chúng ta sẽ ngắm cái gì? chúng ta sẽ ngắm ở vùng bảy đến vùng 14 tuần tới. khả năng là chúng ta sẽ ngắm ngắm, ngắm 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 vùng 13.7 đến vùng 14 hoặc là cái điểm sâu so sâu so hơn có thể phải ngắm thêm cả vùng 13.4 13.4 13 1 13. 13. đó thì đây sẽ là những cái điểm mà chỉnh cung sau khi mà nó hoàn thành cái vùng target 15 trước chia sau chia thì đâu đó 14 mấy đây này à, thì nó sẽ quay lại test cung nó test cung thành công ở quanh vùng này rồi khi đó thì chúng ta lại tiếp tục ngắm lên vùng 15 bay vùng 15 á, thì chúng ta lại ngắm lên vùng 17 cứ bình tĩnh từ từ và về mặt trend kỹ thuật của VX trong thời điểm hiện tại vẫn đang còn trend khả năng vẫn đang còn ít nhất nó phải về được khoảng quanh vùng 19 năm đến khoảng vùng 20 đây sẽ là cái cái vùng mà khả năng mới bắt đầu đổ này vùng này mới bắt đầu là vùng hết sóng thì chúng ta lưu tâm à, rồi à, mã cổ phiếu APG APG đánh hơi 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 chảy chật nha yeah. Ờ, cái nhịp này nó đánh rất là dũng mãnh nó nhưng mà nhịp này có vẻ hơi chạy chật một tí này ờ, không sao cứ bình tĩnh đó ờ, nó đang gặp một cái vùng cản chín ở đây nó chưa đạt được và như vậy với cái nến kết tuần như này thì tuần tới khả năng là nó lại quay về vùng quanh vùng 8 ở ờ, quanh vùng 8 đến vùng 8.1 thì lại thu gom thêm như vậy là 8.1 thu gom thêm vùng 9 nó có thể bán bớt ra tạm thời ngắn ngắn như vậy còn đối với APG nếu chúng ta nhìn về một cái góc độ về trang cái thuật dài tức là nó phải thoát được cái vùng 10 sau đó thì nó sẽ quay trở lại test cung lại 10 không thủng và sau đó nó kéo ở bên này thì khi đó nó mới cái 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 sóng này nó mới khỏe này, chứ còn sóng này mới chỉ là một cái sóng sóng dẫn thôi, chưa phải vào chính thức con sóng của nó. nhưng uh, cái quan điểm hùng là gì chúng ta sẽ bắt từ những cái chân sóng đầu tiên đó là đó là về mặt quan điểm chính vậy nên là chúng ta sẽ theo uh, sát cái chị nhá. À, đối với ORS ở đây à, vùng 15.3 khuyến nghị chúng ta gom thêm à, tuần này nó đang đánh lên được khoảng tầm vùng 16 thì nó lại tụt lại khả năng tuần tới sẽ test lại quanh 15.3, 15.5 à, về mặt à, mục tiêu thì chúng ta vẫn ngắm là vùng 7.5 đến vùng 18 đó là vùng giá mục tiêu của ORS còn khi mà nó bật được thì đó chúng ta sẽ đi phân tích tiếp à, cổ phiếu TCI TCI thì tuần này nó cũng đã công được lên vùng 11.5 à, Tuy nhiên cái nền kết tuần nó chỉnh chung với cả nhóm ngành chứng khoán Như vậy tuần tới thì nó lại tiếp tục test lại vùng 10.7 Vùng này có thể canh thu gom thêm hoặc điểm sâu hơn thì có thể tính toán ở quanh vùng 10.3 ba. À, đó là những cái vùng mà chúng ta có thể thu gom à, trên góc độ kỹ thuật B, BMS còn BMS này cái tính động cơ nó tương đối là cao và với BMS thì các anh chị có thể thu gom thêm ở quanh vùng 11.1 đến vùng 11.5, mục tiêu thì thoát vùng 13 và sau đó hướng cản 15. Đó. Tạm tạm như vậy đã, còn sau đó thì chúng ta sẽ tính toán tiếp các cái yếu tố kỹ thuật tiếp theo. Ok, khả năng là thời gian vẫn đang còn thì cũng sẽ view tiếp cho các anh chị một cái góc nhìn của nhóm ngành bây giờ chúng ta sẽ view nhóm ngành nào nhỉ thủy sản đi thủy sản hoặc là bất động sản khu công nghiệp Ở hiện tại thì các anh chị lưu ý là cái nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp cũng đang khá là hay nó cũng đang có nhiều câu chuyện của 6 tháng cuối năm nên là các anh chị có thể lưu tâm thêm hai cái nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp và nhóm ngành thủy sản bây giờ chúng sẽ view qua nhóm ngành thủy sản trước nếu còn thì chúng ta view tiếp À, thì đối với VHC ở đây trong thời điểm hiện tại 82.5 đến vùng 85 là vùng hỗ trợ đây này và trong tuần này thì đã có những cái điểm bắt ở khoảng quanh vùng 84 đến vùng 85 mục tiêu thì ngắm lên vùng 95 và xa xa hơn thì 105 như vậy đoạn này chúng ta đánh ngắn thôi à, CMX ở đây thì nó tuần vừa qua thì CMX cũng đã có quay lại hỗ trợ 14.5 thậm chí là điểm điểm này khá là sâu này quanh vùng 14 À, xu hướng của CMX ở trong thời điểm hiện tại thì nó nhìn về mặt trend thì nó chưa rõ sóng lắm bởi vì các anh chị nhìn thấy đây à, đó, nó sau một cái điểm mà nó tăng lên ở đây thì nó đang có những điểm trùn lại đây đang là những điểm trùn lại nó phải thoát sóng như thế này thì cái đó nó tăng mới tốt được và CMX thì à, các anh chị gom chậm ANV <laughs> ANV thì sau khi mà đạt cái target 52 ở đây thì nó sẽ có cái biên lắc ở đây đó là khoảng vùng 51 đến khoảng vùng 52 ở trên các độ kỹ thuật mà cổ phiếu này tích lũy thành công ở vùng 51 52 thì chúng ta có thể ngắm lên khoảng quanh vùng 60 còn trong trường hợp nếu mà thủng vùng 51 thì các tài khoản mà chúng ta đang cầm các anh chị có thể canh chốt ờ, cổ phiếu IDI IDI cũng tính đầu cơ khá là cao IDI trong phiên ngày hôm nay thì có cái phiên phiên sáng đánh khá là tốt nhưng phiên chiều thì nó không giữ được nhịp tức là phiên sáng nó đã đánh break lại được vùng 21 ở ngắn hạn thì chúng ta vẫn ngắm IDI có vùng hỗ trợ này vùng 20 này và sau đó là vùng 19.3 đó là vùng mà các anh chị có thể canh gom à, còn kháng cự ngắn của nó ở đây đó là đó là quanh vùng 21 chấm quanh vùng quanh vùng 21.7 đến khoảng vùng 22, đây đang là một cái kháng cự ngắn ngắn nhỏ nhỏ của nó đây. À, cổ phiếu ASM, ASM thì cái đoạn trước nó đánh khá là tốt, đoạn này nó hình thành sóng lên khá tốt, đoạn này nó hơi hơi gãy, tức là cái kiểu mà mà đường MACD như thế này thì nó nó cổ phiếu nó chỉ nhì nhằng lắm các anh chị. Ghét nhất là gặp phải những cái đoạn MACD nó đi như này. Tức là nó nó đi không không thoát sóng, nó đi không thoát sóng các anh chị thì ở đây là cái thằng này á, là như vậy đây nó có vùng cản này vùng cản này nhưng nó có phân tích này 16 Nói chung là SM thì có thể có vùng 15 15 15.5 ở đây đấy 15 đến 15.5 ở đây đây đang là những cái hỗ trợ ngắn hỗ trợ ngắn Ok bây giờ là 1 giờ 10 phút rồi thì cũng sẽ dành cái thời gian còn lại để chúng ta đi uh, đi nhận định về xu hướng thị trường à, tất cả những anh chị lưu ý tất cả những mã cổ phiếu nào mà chúng ta chưa được phân tích chưa được cùng đề cập ở trên bản tin tuần thì các anh chị có thể vui lòng comment ở bên dưới dòng thời gian của bản tin thì cũng sẽ dành thời gian để trả lời các cái câu hỏi của các anh chị và bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta nói thêm về xu hướng thị trường à, thì như phần đầu bản tin thì cũng đã có chia sẻ với các anh chị là chúng ta đang hướng đến một cái bức tranh rất là sáng của nền kinh tế Việt Nam đúng anh chị trong 6 tháng cuối năm thì chúng ta đang hướng đến những cái bức tranh rất là sáng như vậy và cái triển vọng về giá dầu đã được chính phủ của chúng ta điều chỉnh giảm để chúng ta kiềm kiểm soát cái 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 lạm phát và cái chỉ số giá tiêu dùng tăng cao cùng với đó thì GDP ở quý 3 được dự báo là hết sức là tích cực bởi vì cái chuỗi cung ứng toàn cầu cái sự dịch chuyển từ Trung Quốc về đến Việt Nam đấy là một cái điểm sáng ở trong cái bức tranh tổng quan về nền kinh tế Việt Nam đấy là những cái yếu tố về mặt vĩ mô đó, và chúng ta kỳ vọng thêm để chúng ta có được cái xu hướng thị trường ở trong những tháng còn lại cuối năm của 2022 à, cùng với đó thì cũng đã có phân tích cho các anh chị một cái trend kỹ thuật của chỉ số Dow Jones chỉ số Dow Jones các anh chị thì hiện tại là sau khi mà Dow Jones tiệm cận lên vùng 34.000 34.3 đến 34.5 ở đây và thậm chí là vùng 35 ở đây thì đây đang là những cái vùng cản rất là mạnh và ông đã có phân tích một cái cái vùng hỗ trợ kỹ thuật và kỳ vọng rằng là chỉ số Dow Jones của chúng ta sẽ không bị phá vỡ cái vùng 32 năm đến vùng 328 thì uh, trong phiên giao dịch uh, phiên kết tuần thì hiện tại bây giờ ông không biết là Dow Jones đang giao dịch bao nhiêu nhưng phiên ngày hôm qua thì Dow Jones đã bắt đầu sau khi mà chạm với vùng hỗ trợ đây thì chỉ số Dow Jones bắt đầu có cái sự phục hồi và như vậy nếu như tuần tới uh, chúng ta kỳ vọng ở một góc độ cao đó là Dow Jones sẽ phục hồi về lại Uh, trend kỹ thuật tăng và nó công lại được những cái vùng 343 đến khoảng vùng 34.5 uh, và như vậy thì chúng ta <laughs> kỳ vọng rằng là chỉ số Dow Jones sẽ có cái mức phục hồi và điều này thì nó cũng sẽ uh, cộng hưởng thêm cái xu hướng và tâm lý của toàn thị trường các anh chị em của chúng ta lưu tâm là như vậy uh, còn uh, chúng ta sẽ nhìn về uh, góc độ uh, phân tích tuần ở trên bản tin tuần video số 140 thì ông đã À, có phân tích uh, rất là kỹ uh, một số các cái tín hiệu về giá dầu về giá thép về giá than về giá gỗ và uh, hai cái uh, hai cái nhóm cổ phiếu uh, nói vui là anh đức uh, là chúng ta có cái vùng uh, cổ phiếu hng và cổ phiếu hag đúng không anh chị uh, về xu hướng kỹ thuật nó đang có những cái uh, tín hiệu tương đối tốt còn uh, cổ phiếu của anh hạ thì chúng ta có uh, đề cập đến hai mã cổ phiếu đó là HHS và tch trong đó thì các anh chị lưu tâm đến mã cổ phiếu tch ở trong thời điểm hiện tại ở vùng 11.5 đến vùng 12 đó là vùng mà ông đã uh, khuyến nghị chúng ta sẽ gom dài dài và chúng ta sẽ đánh dài bởi vì trend kỹ thuật của nó đang khá là ok uh, và kết hợp các cái dữ liệu như vậy thì chúng ta đã có dự báo một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật vùng mà thị trường có thể quay trở lại test đó là VN30 uh, thì chúng ta sẽ ngắm lại ở vùng 1285 đến vùng 1290 đó là vùng dự test và sâu hơn sẽ là 1272 đến khoảng quanh vùng 1270 À, thì chúng ta cùng nhìn lại à, bức tranh về chỉ số VN30 trong tuần vừa qua đây các anh chị. <laughs> trong tuần vừa qua. Đây, chính là cái điểm đây chúng ta chúng ta bắt đầu à, dự báo à, phân tích bản tin tuần video số 140. Thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì index à, chỉ số VN30 đã quay trở về vùng 1285. Ok các anh chị, ở test 1285. Và cái điểm test sâu nhất của nó là ở quanh vùng 1275 đến khoảng vùng 1276 à, và trong cái điểm mà chúng ta dự báo đó là quanh vùng 1270 đến 1272 tức là trí soát đến cái vùng ở đây. Đó điểm sâu nhất của nó là nó chỉ về 1275 thôi. Đó. Còn đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta có dự báo về quanh 1275 sau đó đến 1266 và điểm sâu hơn sẽ nằm ở khoảng vùng 1260 đến 1262 thì chúng ta sẽ nhìn lại ở trong cái tuần vừa qua chúng ta sẽ xem phái sinh đang giao dịch như thế nào thì cái điểm kẻ thẳng ở đây chính là bản tin tuần à, chúng ta ra bản tin tuần video số 140 thì ngay trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó bắt đầu kiểm tra lại vùng đây 1 năm và sau đó đến uh, phiên giao dịch uh, buổi chiều trong phiên chiều và đến phiên giao dịch của ngày thứ ba thì phái sinh của chúng ta bắt đầu tiệm cận về vùng 1262 đến quanh vùng 100 1265 ở đây các anh chị và nó bắt đầu hình thành một cái hình răng cư ở đây. À, nếu như mà chúng ta học về phân tích kỹ thuật thì các anh chị hoàn toàn có thể nhận diện rằng đây là một cái điểm điểm này gọi là điểm break đúng không các anh chị? Và từ đây thì chỉ số phái sinh của chúng ta bắt đầu có một cái sự phục hồi. Đó chúng ta chỉ nói đến cái điểm xấu nhất thôi. Đó, vậy thì cái điểm 1266 đến 1265 là cái điểm thấp nhất trong cái dự báo về phân tích kỹ thuật mà ông có dự báo là cái điểm sâu đó là về vùng 1260 đến vùng 1262 tức là nó chỉ về đến cái điểm 126 về đến vùng điểm 1266 thôi à, còn đối với chỉ số index thì chúng ta có dự báo về vùng 1260 đến vùng 1262 và then chốt các anh chị then chốt đó là vùng 1240 không được phá vỡ À, sâu hơn thì chúng ta có thể tính toán ở quanh vùng 1245 đến 1250 thì chúng ta sẽ nhìn một cái bức tranh của chỉ số VN Index ở trong tuần vừa qua thì các anh chị nhìn thấy đây rằng là đây chính là cái điểm mà chúng ta bắt đầu kết thúc tuần và trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì index bắt đầu test về vùng 1260 đến 1262 đấy các anh chị. Đó nó vòng lên cái vùng 1270 này là gặp kháng cự nên nó lại tiếp tục đổ và sau đó thì nó có một, một hai nhịp giật. Và cái điểm sâu nhất của index ở trong tuần vừa qua là À, chúng ta thấy rằng ở đây là vùng 1253 điểm các anh chị. Đây là điểm sâu nhất trong cái cái dự báo, cái điểm sâu có thể <laughs> ở trong cái điểm chỉnh kỹ thuật của chúng ta ở đây này các chị 1253 và cái điểm sâu nhất cái vùng hỗ trợ then chốt vùng có nói đến ở đây đó là vùng 1245 đến 1250 thì ở đây index của chúng ta đã giữ rất thành công ở trong cái tuần vừa qua phải nói là như vậy và chúng ta đã đi qua một cái cái khe cửa rất là hẹp của thị trường đúng không các chị đó về về mặt cái vùng hỗ trợ kỹ thuật Ok cùng với đó thì cũng có đề cập đến cái vùng kháng cự sau khi mà thị trường của chúng ta test được những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật như vậy thì chúng ta sẽ ngắm đến cái vùng kháng cự của VN30 và phá sinh ở vùng 1310 đến vùng 1320. Và index của chúng ta thì sẽ ngắm lên vùng kháng cự 1280 đến 1285, break được 1285 thì chúng ta sẽ ngắm vùng kháng cự 1295 đến 1305 và các anh chị chúng ta sẽ nhìn ở đây thì đối với chỉ số VN30, ok anh chị, đây, và sau khi mà chúng ta test thành công cái vùng kháng cự đó thì VN30 lần lượt công kháng cự đầu tiên 1300, sau đó công lên vùng 1305, đúng không ạ? Và sau đó thì tiếp tục công lên 1310 và maximum của cái chỉ số VN30 trong tuần thì nó đã chính thức là đạt được cái vùng 1320 và sau đó bắt đầu suy yếu. Như vậy thì cái vùng kháng cự tuần mà chúng ta có dự báo về mặt kỹ thuật là gần như là chỉ số VN30 gần đạt được cái mức gần tuyệt đối à, Còn đối với chỉ số phái sinh thì đương nhiên phái sinh nó trễ nhịp hơn so với chỉ số VN30 Chính vì vậy nên là cái mốc target của nó thì nó sẽ bị chậm hơn đó các anh chị Bởi vì là ở đây là 1310 như vậy là nó đi được về đến 1305 và chưa về được đến vùng 1310 như vậy là cái 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 target của phá sinh về mặt kỹ thuật đúng không ạ? Thì nó cũng đã chính thức công lại được cái vùng 1300 ở đây là một vùng kháng cự rất là quan trọng và sau đó 1305. Ok và nó bắt đầu suy yếu. Còn đối với chỉ số VN Index tuần thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong tuần vừa qua sau khi mà nó có được một cái tín hiệu kỹ thuật ở đây, đó là nó test về 1253 và cái điểm xả thứ hai nó xả về 1255 và cái điểm xả thứ ba nó xả về 12 một hai bao nhiêu một hai năm chín đấy là ba cái điểm mẫu chốt để bắt đầu index của chúng ta hình thành một cái diện một cái xu hướng tăng ở đây học về phân tích kỹ thuật là chúng ta hoàn toàn có thể uh, nhận diện ra được những cái điểm đó các anh chị và uh, chúng ta thấy rằng là một cái trang kỹ thuật tăng của index của chúng ta đã đưa cái chỉ báo này về về vùng đầu tiên đó là vùng kháng cự ở đây vùng có phân tích ở đây một hai tám mươi đến vùng một hai tám năm đấy các anh chị và nó break được cái vùng 1285 á thì nó sẽ hướng về kháng cự 1295 đến 1300 và cái điểm cao nhất của chúng ta ở đây là 1295. 1295 các anh chị, 1295 đấy là cái max target của index ở trong tuần vừa qua. Và như vậy chúng ta nhìn thấy rằng là về mặt thiên hướng kỹ thuật, về mặt ý đồ tạo lập là thị trường của chúng ta đã có một tuần giao dịch hết sức là thành công, các anh chị hết sức là thành công. Cái thành công đầu tiên, cái thành công có thể gọi là thành công then chốt các anh chị, then chốt, cùng cái cái chữ then chốt là cái chữ nhấn mạnh rất là mạnh ở đây. Đó là gì? Vùng 1245 đến vùng 1250 điểm đã được giữ vững bởi chỉ số VN Index, đó là một điều cực kỳ thành công. Và chúng ta đã có một cái tháng mưa ngâu đúng không? ạ? Tháng ngâu theo mọi người quan điểm là mọi người sẽ hạn chế làm ăn buôn bán nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam thì đã có một tháng ngâu cực kỳ thành công. Trên quan điểm như vậy rất là thành công rồi. Vậy thì tiếp nối cái thành công của tháng Ngâu thì chúng ta sẽ kỳ vọng gì ở cái tháng tiếp theo là tháng 8 âm lịch các anh chị. Và tháng 8 âm, tháng 9 âm, tháng 10 âm như vậy là thị trường của chúng ta thường thường là nó sẽ có khoảng cái 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 quý tiếp theo đúng không? Đó sẽ là một cái quý rất là tốt và với một cái đà như vậy, với một cái bức tranh tổng quan của nền kinh tế Việt Nam như vậy thì chúng ta sẽ ngắm như thế nào? đó thì tất nhiên uh, những cái gì tổng quan thì nó khá là dài nhưng mà chúng ta sẽ phải ngắm những cái cái gì những cái ngắn trước đúng không để có cái cái dài thì phải có cái ngắn đấy uh, cái ngắn mà không đảm bảo được thì lấy gì cái dài đúng không như vậy thì cái gì như vậy là chúng ta phải phân tích cái ngắn để chúng ta nuôi cái dài như vậy thì nhìn về mặt index thì tuần tới uh, nó sẽ test lại vùng 1280 và sau đó thì nó sẽ xuống ở cái biên ở đây đó là biên 1275 đến khoảng biên 1273 và ông Lê sẽ tập trung uh, làm việc Uh, index tuần ở trên cái ngưỡng 1270 tức là nếu như mà thị trường của chúng ta chỉnh cung về trên vùng 1270 ở đây thì uh, đấy là một cái thiên hướng rất là tốt đó, các anh chị về đến 1270 mà cầu long bắt lại thì đấy là một cái điều rất là tuyệt vời và cùng với đó thì chúng ta tiếp tục ngắm lại cái vùng kháng cự 1295 đến vùng 1300 điểm đối với chỉ số VN index và xa xa hơn xa xa hơn thì chúng sẽ đang ngắm về cái tiêu điểm của index tuần có thể đạt lên khoảng quanh 1310 đấy là vùng giá mục tiêu. đối với chỉ số VN30 thì chúng ta sẽ ngắm như thế nào? Như vậy là index của VN30 ở tuần này thì đã nó đã đạt mắc cái target trong cái vùng mà chúng ta dự báo phân tích trên bản tin tuần video số 140. và nó sẽ quay trở lại chỉnh cung và tuần tới tức là phiên giao dịch ngày thứ hai thì cũng sẽ làm việc ở khoảng quanh vùng 130 1300 đến 1303 và sau đó sau đó thì sẽ là biên bao nhiêu 1293 đến 1295 đây là cái vùng hỗ trợ mà cũng có thể tạm gọi là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là uh, thêm then chốt để có thể giúp cho ông định lượng thêm cái thiên hướng của thị trường và trong trường hợp nếu như VN30 của chúng ta tích lũy thành công ở trên vùng 1293 điểm thì đấy là một cái một cái yếu tố rất tuyệt vời phải nói là như vậy rất là khỏe đối với chỉ số VN30 và chúng ta sẽ tiếp tục ngắm về vùng kháng cự 1320 và sau đó sẽ là 1335 à, của chỉ số VN30 anh chị. À, rồi còn đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta thấy rằng là phái sinh cũng khi chạm về đến cái biên 1305 1300 ở đây thì nó bắt đầu có cái sự suy yếu. Thì chúng ta nhìn thấy ở đây như vậy là à, nó cũng rất đơn giản thôi, đúng không các anh chị? Rất đơn giản thôi, chúng ta nhìn về bên này. Thì chúng ta cũng thấy được rằng là khi mà à, phái sinh tuần nó tiệm cận về cái vùng ba năm ở đây thì nó cũng đã gặp một cái vùng cản khá là mạnh ở đây nên là cái vụ đến cái tuần này nó cũng như vậy bắt đầu nó suy yếu về cái sự suy yếu này thì uh, nó sẽ uh, chúng ta sẽ làm việc về đâu đó thì phiên giao dịch ngày thứ hai thì chắc chắn là chúng ta sẽ uh, làm việc ở quanh vùng 1290 điểm và cái biên uh, sâu hơn đó là chúng ta sẽ tính toán ở quanh cái ngưỡng 1278 đến 1280 Đây là cái điểm ngẽn kỹ thuật thứ hai và nếu như về đến vùng này và lực long quay trở lại rồi thị trường tích lũy ổn định trở lại, tất cả mọi thứ ổn định lại thì đấy cũng sẽ là một cái bản rất là tuyệt vời của thị trường chung. À, đồng thời với đó thì chúng ta lại tiếp tục ngắm cái vùng kháng cự à, tuần của chỉ số phái sinh đó là 1305 đến 1310. Chúng ta tiếp tục ngắm cái chỉ số à, phái sinh tuần kháng cự đây và điểm xa hơn thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng 1320 đối với chỉ số phái sinh thì đấy là một số À, các cái kỳ vọng về xu hướng thị trường ở trong tuần giao dịch mới hùng có một vài ý như vậy để giúp cho các anh chị em uh, có thêm những cái thông tin tham khảo các à, anh chị nhá tất cả uh, uh, mọi cái phân tích kỹ thuật ở trên bản tin tuần nó là những cái thông tin tham khảo và trên thị trường chứng khoán thì nó không có một cái chén thánh nào cả không có một cái chén thánh nào cả mà để chúng ta cứ hù hù một cái là nó uh, nó ra, nó ra kết quả chính xác 100% trăm phần đâu các anh chị và tất cả mọi cái phân tích mọi cái định lượng của chúng ta thì may mắn hùng phải nói như vậy may mắn thì chúng ta có được một cái cái góc độ kỳ vọng có một cái góc độ kỳ vọng đạt được cái xác suất khoảng tầm 60 70 và uh, miên man lắm thì nó lên được 80 phần trăm nhưng lên được 80 phần trăm thì nó khó lắm tức là nó đạt được khoảng tầm 60 đến 70 phần trăm như vậy là chúng ta đã rất là hạnh phúc rồi uh, ở trên thị trường chứng khoán và hùng xin lưu ý với các anh chị hiện tại một tí này tức là hiện tại là chúng ta thấy rằng là trên cái thị trường chứng khoán ấy nó có rất nhiều các cái cạm bẫy các anh chị rất nhiều các cái cạm bẫy và những cái cạm bẫy đó thì nó nó rụ rỗ nhà đầu tư nó rụ rỗ nhà đầu tư rất là kinh khủng các anh chị nó rụ rỗ nhà đầu tư rất là kinh khủng đây hùng sẽ nhân tiện cái cái câu chuyện này thì uh, đây này hùng đã có uh, tức là vn vn express đã có một cái bài báo có bài báo viết và các anh chị nên nghe cái 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 này các anh chị nên tìm lại đó và mất hàng chục tỷ đồng vì cái bẫy lừa đầu tư chứng khoán và cái bẫy đầu bẫy đầu tư chứng khoán này thì hồi hiện tại hùng cũng đang ở trong ba cái ổ nhóm của của các cái đội nhóm đó tức là họ làm rất chuyên nghiệp họ biên soạn những cái file phân tích kỹ thuật và họ liên tục livestream từ khoảng cung giờ 8 giờ 8 giờ tối đến 9 giờ tối một tiếng đồng hồ và nó sử dụng một cái cái website một cái đường link ờ uh, nôm na là là có thể cũng sẽ nếu mà các anh chị quan tâm thì cũng sẽ gửi inbox e cho các anh chị và tối nào họ cũng live stream và trong cái quá trình họ live stream đó thì họ phân tích kỹ thuật lồng ghép với lại à uh, xúi dục nhà đầu tư của chúng ta mở một cái tài khoản vip uh, thông qua một cái cổng giao dịch gọi là cổng giao dịch vip mà được các đối tượng này À, nói rằng đó là cái cổng mà họ à, được các cái tổ chức à, nhiều tiền và được kết nối trực tiếp với sở giao dịch chứng khoán Và không qua các cái sàn giao dịch đó và họ 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 bảo rằng là qua cái cổng giao dịch vip đó thì chúng ta có thể đạt được à, những cái mức lợi nhuận là năm trăm phần trăm sáu trăm phần trăm thì đấy là những à, cái câu chuyện nó họ họ và chúng ta cứ vào nghe những cái livestream đó thì được tiền rồi mở tài khoản qua cái app đấy và sau đó thì các đối tượng này họ sẽ dụ dỗ nhà đầu tư của chúng ta đó uh, quay lại uh, nộp tiền vào cái app các anh chị và uh, sau khi mà nộp tiền vào cái app ấy, thì họ sẽ uh, bắt đầu nộp tiền ít ấy, thì họ có thể họ sẽ cho mình rút và khi mà cái lượng tiền nhiều lên dần dần và cái app đó nó sẽ bị sập và nhà đầu tư sẽ bị mất tiền đó thì các anh chị lưu ý rằng là nếu như chúng ta đang ở trong những cái nhóm mà livestream từ khoảng 8 giờ tối đến 9 giờ tối và họ 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 bảo rằng là giao dịch t0 rồi họ có cái cổng giao dịch vip rồi họ đưa cho các anh chị những cái chiến lược gọi là kim cương gọi là chiến lược hoàng kim hay là chiến lược vàng đen hay là cái gì 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 đó rất nhiều rất tức là họ vẽ ra một cái bức tranh cho các anh chị thấy rằng là các anh chị có thể đầu tư 5 tỷ và trong khoảng tầm ở à độ 10 15 ngày thôi là các anh chị đã có thể có 10 tỷ, có 50 tỷ. Đó, họ vẽ những cái bức tranh rất là đẹp như vậy và họ dụ dỗ nhà đầu tư. Thì các anh chị nên à nên sáng suốt ở trong những cái thời điểm hiện tại đúng không ạ? Các anh chị và chúng ta à, tại sao mà chúng ta gây dựng một cái cộng đồng đúng không ạ? Và cái cộng đồng của chúng ta là cộng đồng của nhiều nhà đầu tư và chúng ta có nhiều những cái thông tin tốt để chúng ta chia sẻ với nhau. Chúng ta À, hướng dẫn và chúng ta cùng nhau đi trên một cái chặng đường như vậy thì uh, nó sẽ rất là an tâm và rất ok và với cái tâm của ông lê uh, xuất phát từ một nhà đầu tư vốn có uh, tích lũy được một số các cái kiến thức kinh nghiệm đó thì qua thông qua những cái bản tin tuần thì ông có chia sẻ lại cho anh chị như vậy uh, để chúng ta uh, có thêm những cái thông tin tham khảo có thêm uh, những cái động lực trong cái quá trình đầu tư đúng không anh chị bởi vì là uh, uh, thị trường chứng khoán nó rất là nó rất là 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 khốc liệt đúng không ạ và đôi lúc các anh chị nghe những cái bản tin phân tích của Hùng Lê thì nó giống như là uh, kiểu mình đang bị bị chơ hơi chẳng hạn ví dụ như vậy nghe nghe Hùng nói như vậy thì đôi lúc đâu đó là chúng ta có thêm những cái điểm tựa tinh thần thì đấy là những cái giá trị những cái mong muốn của Hùng Lê uh, sẽ tiếp tục chia sẻ sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các anh chị trong cái chặng đường đầu tư. Uh, ok uh, bản tin tuần này đến đây là hết và ông lê xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em uh, trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo